55 cân quay đầu không? Hello, chào tất cả các chị nha. Chào chị Huyền Hùng ạ, à, chào chị Vân Vũ nhá, chào chị Bùi, chị Huế, chào chị Thủy Đinh. Không. Chị biết sao tự nhiên đứng được ạ? Chào chị Yến Nguyễn nha, chào chị Thảo Nguyên ạ, à, chào chị Vi Dương. Các chị vào xem đi nào, hôm nay rất là nhiều hàng mới siêu đẹp luôn nhá. Giá hôm nay sẽ giá cực rẻ, cực kỳ ưu đãi luôn cho tất cả mọi người ạ. Các chị vào chia sẻ like mạnh lên cho em nào. Mọi người chia sẻ nhá, đạt 50 view em sẽ có phần quà là một chiếc áo phông tặng cho các chị nhá. Mọi người chia sẻ đạt 50 view, chị còn áo chống nắng, áo chống nắng dài em còn đấy chị Nguyễn Thùy Linh nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình nào các chị ơi. Mọi người chia sẻ đi nào, chia sẻ thật nhiều lên hội nhóm chợ nha. Em sẽ bán mã đầu tiên cực kỳ rẻ cho những ai chia sẻ livestream này. Mọi người vào đi nào. Các chị vào comment xin chào để em biết là mọi người đang xem livestream của em, để em chào mọi người nhá. 4 tuổi à? Mọi người chia sẻ livestream cho em nha các chị nha. Chào chị Ngọc Ngọc này, quần quần giả váy có rồi nhá chị Ngọc Ngọc nhá, mã chị đặt có rồi đấy ạ. Inbox cho em nha, mặc size gì inbox cho em để mai em gửi hàng. Chào chị Nga Trần nha. Nào mọi người lên đi nào, mọi người lên chia sẻ cho em nào. Chia sẻ lên 50 view nhận quà miễn phí nha các chị nha. Chia sẻ lên 50 view này em sẽ tặng một chiếc áo phông hàng Quảng Châu đẹp luôn. Đấy, em xin chào chị Nga Trần nha. 4 tuổi phải không em? Đây ạ. Chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng một chiếc áo phông miễn phí dành cho các chị luôn ạ. Chia sẻ thật nhiều cho em nhá chị nhá. Chia sẻ thật nhiều lên hội nhóm chợ cho em ạ. Chào chị Thảo Nguyên ạ, chào chị Nguyễn Văn nhá, chào chị Thanh Huyền ạ, chào chị Việt Tình nha. Hôm nay có rất là nhiều hàng mới các tình yêu mà bỏ qua livestream ngày hôm nay thì thực sự là quá tiếc luôn ạ. Hàng mới với giá siêu yêu luôn nhá. Nguyễn Thủy Linh ạ, áo chống nắng thì em có hai loại, thô với lại lanh. Hàng thô thì là 90k một áo, hàng lanh là 170, lanh hai lớp đẹp cực kỳ luôn. Áo em mặc bao nhiêu rồi? Ok, áo em mặc hôm nay nhá, bán mã mở hàng em sẽ bán giá siêu yêu cho các chị luôn ạ. Giá siêu yêu cho tất cả mọi người chia sẻ livestream cho em nào. Các chị chia sẻ livestream lên 50 người xem nhá, em sẽ tặng này, tặng mã áo phông này này. Chị ơi, hàng em đang mặc là hàng lanh lụa, hàng lụa nhá, hàng lụa cao cấp này. Đấy, hàng lụa Quảng Châu cao cấp luôn ạ. À. Hàng này thì nó không giãn đâu. Hàng này không giãn nữa chị nhá, hàng lụa rất là đẹp. Mọi người chia sẻ lên 50 người xem em sẽ tặng nhá. Đã sale và sale cực nhiều rồi. Ok, cảm ơn chị Vi Dương nhá. Hôm nay có nhiều hàng mới đẹp lắm, mọi người đừng vội bỏ qua livestream nhé em ngày hôm nay ạ. Các chị chia sẻ livestream đi nào. Mọi người chia sẻ livestream thật nhiều lên hội nhóm chợ cho em nhá. Các chị like chia sẻ livestream mua hàng sẽ được giảm giá nhá. Mua hàng sẽ được ưu đãi rất là nhiều, mọi người chia sẻ đi nào. Mọi người chia sẻ nhá. Ok, lúc nào lên lấy rồi ok. Chị ở gần thì qua xem nhá. Mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng áo phông này cho các chị nhá. Chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng áo phông này, tặng áo phông cho chị nào chia sẻ livestream nhiều nhất ạ. Chị nào chia sẻ livestream nhiều nhất thì comment số lần chia sẻ cho em biết nha. Comment số lần chia sẻ cho em biết này. Chị nào chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng áo phông này luôn này. Tặng áo phông này cho các chị chia sẻ livestream nhiều nhất nha các chị nhá. Ít nhất là 3 lần lên trang cá nhân nha mọi người nha. Mọi người chia sẻ ít nhất là 3 lần lên trang cá nhân. Kìa. 3 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm chợ nha các chị nhá. Chia sẻ ít nhất là 3 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm chợ. Đạt 50 view em sẽ tặng áo phông như em đang cầm đây ạ. Tặng áo phông hàng Quảng Châu cho các chị này, tặng miễn phí luôn nhá các chị nhá. Tặng miễn phí khi mọi người chia sẻ lên 50 view cho em ạ. 50 view nhá, hôm nay rất là nhiều hàng mới đẹp luôn. Áo đang mặc em có bán ạ. Áo em đang mặc có bán nhá, mọi người tiếp tục chia sẻ nhá. Lên view để em sẽ tặng quà cho các chị nhá. Rồi like mẫu như em đang mặc. Like mẫu như em đang mặc nhá các chị nhá. Mẫu như em đang mặc đây cực xinh luôn nhá. Hàng này là hàng Quảng Châu cao cấp Freestyle nhá. Freestyle nhá mọi người nhá. Mã này thì các chị tặng khoảng từ 40 cân đến khoảng 55 cân quay đầu mặc vừa, 55 56 cân nhá mọi người nhá. Từ 40 cân đến 55 56 cân quay đầu mặc vừa đây. Hàng Quảng Châu cao cấp này rất là đẹp luôn. Em lấy cho các chị xem nhá. Hàng cao cấp luôn, rất là đẹp này các chị này. Đấy, hàng cao cấp luôn, mát lụa nha mọi người nhá. Hàng siêu đẹp luôn ạ. À. Chất thì này các mọi người nhìn chất lụa mát lạnh luôn này các chị này. Mã này em có màu vàng này, màu xanh này, màu cam và màu trắng nhá. Màu vàng, màu xanh, màu cam và màu trắng. Chị nào chốt thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Màu kèm số điện thoại cho em nha các chị nha. Mã này nếu mà mọi người muốn kín ý
thì các chị có thể dùng một chiếc cúc bấm nhé. Đây. Đấy, chị nào muốn kín cổ thì có thể dùng một chiếc cúc bấm này. Siêu đẹp luôn đúng không các chị? Mã này mọi người mặc với quần sóc chân váy thì lung linh luôn ạ. Nào ai lấy thì comment màu kèm số điện thoại cho em nhá. Màu kèm số điện thoại cho em, màu như em đang mặc là màu vàng nhá chị nhá. Màu như em đang mặc là màu vàng này, màu đen này các chị này, màu đen nhá. Màu cam. Siêu đẹp luôn. Rồi ok chị Moni một vàng này, chốt vàng cho chị Moni này. Màu đen này, 130k nhá các chị nhá. Mã này là 200 sale xuống còn 130k cho các chị nhá. Đây em sale xuống còn 130k cho các chị này. Chị nào lấy thì nhanh tay comment nhá. Chỉ với giá 130k thôi, hơn 200k sale xuống 130k cho các chị chia sẻ livestream nhá. 130 cho những ai chia sẻ livestream 3 lần trở lên ạ. Em áo em mặc bao nhiêu, mặc yếu quá không xem được. À các chị ơi, nếu mà mặc yếu quá không xem được, mọi người thoát ra vào trang cá nhân nhá. Vào trang cá nhân Facebook Lương Thị Quyên cho em. Đây mẹ ơi chốt. Chốt cho chị Moni một chiếc màu vàng này. Đây bút đây. Nào ai lấy thì comment nhá các chị nhá. Mã này các chị từ 40 cân đến 55, 56 cân quay đầu mặc vừa. Em hiện tại là có màu vàng này, màu cam nhá các chị nhá, màu đen. Đây, màu vàng, màu cam, màu đen và màu trắng. Màu vàng, màu cam, màu đen, màu trắng và màu xanh. Siêu đẹp luôn các chị ạ. Siêu đẹp luôn, hàng Quảng Châu cao cấp, hàng lụa cao cấp đẹp ạ. Mọi người chia sẻ lên 50 view để em tặng áo nào. Rồi ok. Chị Quyên Phạm Cam này, rồi ok. Hơn 200k nhá chị nhá. Hơn 200k, hôm nay em sale xuống còn 130k. Hàng cao cấp, hàng lụa cao cấp rất là đẹp luôn. Mọi người không mua quá tiếc luôn ạ. À. Đấy. Mọi người không mua quá tiếc luôn nhá. Hàng lụa cao cấp nha các chị nhá. Hàng lụa cao cấp em có cam này, có xanh này các chị này, có trắng và có đen nhá. Cam, xanh, trắng, đen. Mã này từ 40 cân đến khoảng 55, 56 cân mặc ok ạ. Cam này là cam... Đây đây là đỏ cam này chị này. Đỏ cam nhá. Màu cam này rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy. Cam này nhìn nó không bị chói quá. Thanh Hải cho mình màu vàng. Chị các chị ơi, mọi người chốt màu kèm số điện thoại cho em nhá. Chốt màu kèm số điện thoại cho em ạ. Đây. Rất là đẹp này các chị này. Đằng sau quá đẹp luôn đúng không? Đằng sau quá đẹp luôn. Đấy. Chị nào lấy thì chốt màu nhá. Mỗi màu chỉ còn duy nhất 1 2 chiếc thôi, mọi người nhanh tay nhá. Nhanh tay chốt màu cho em nào. Chia sẻ lên các hội nhóm đi nào các chị ơi. Chia sẻ lên các hội nhóm đạt 50 view em tặng áo phông hàng Quảng Châu cho các chị này. Chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng áo phông hàng Quảng Châu miễn phí cho các chị nhá. Chị Moni á. Rồi áo rêu đằng sau đi em. Rồi tí nữa em sẽ bán áo rêu đằng sau nhá. Em sẽ bán từng mẫu một cho các chị xem nhá mọi người nhá. Em sẽ bán từng mẫu một cho mọi người chọn màu thoải mái luôn. Đây có màu xanh này, có ai chốt xanh không nào. Em dở cái màu xanh này ra cho mọi người xem nhá. Dở cái màu xanh này ra cho mọi người xem này. Hàng Quảng Châu đẹp lắm, mọi người chốt nhanh này. Chốt nhanh nha, mỗi màu chỉ còn vài chiếc thôi. Đấy. Đứng hình rồi. Bạn hôm nay kém buồn ghê luôn. Đây nhá chị nhá, xanh đây ạ. Xanh đây, lụa cao cấp luôn. Lụa mềm rất là đẹp này các chị này. Hàng lụa tơ tằm nhá, hàng lụa tơ tằm rất là mềm đẹp luôn. Ai lấy màu này thì nhanh comment màu đấy em thử xanh cho các chị xem này. Này chị Moni vào. Em thử xanh cho mọi người xem nhá. Đây, xanh đi các chị này. Xanh đi nha, quá đẹp luôn. Các chị mua ngoài thị trường tầm khoảng 250 ạ. Các chị mua ngoài thị trường tầm khoảng 250 nhá. Hôm nay em sale chỉ có 130k. 130k mã này nào, ai lấy thì nhanh tay comment nhá. 130k cho chị nào chia sẻ livestream 3 lần ạ. Đấy. Cho cô màu cam nha cháu gái. Rồi ok, mai cô qua lấy giúp cháu nhá. Đây nào các chị nào, ai lấy xanh thì comment xanh nhá. Xanh, cam, trắng và vàng. Xanh, cam, trắng và vàng nhá các chị nhá. Đây màu xanh mặc lên rất là mát này. Rất là mát luôn nhá mọi người nhá. Mọi người chia sẻ lên 50 người để em tặng áo nào. Chia sẻ lên 50 người để em tặng áo phông cho các chị nào.
Mọi người chia sẻ nào. Chia sẻ lên 50 người em tặng áo nha. Chị nào chia sẻ nhiều nhất thì comment số lần chia sẻ để em tặng nào. Chị nào chia sẻ nhiều nhất comment số lần chia sẻ để em tặng nhá. Chào chị Nữ My nha. Chị Thanh Hải ơi, nếu mà lấy áo vàng thì comment vàng kèm số điện thoại cho em này. Vàng kèm số điện thoại cho em nhá. Lụa tơ tằm rất là đẹp luôn này. Đấy, các chị mua ở shop tầm khoảng 250. Hôm nay em sale chỉ có 130 một áo này. Đấy, 130 nhá, lụa tơ tằm rất là đẹp luôn. Chị nào lấy comment nhanh nhá. Comment nhanh. Chân váy có quần trong nhá các chị nhá. Chân váy này có quần bên trong nữa. Là quần giả váy nhá. Quần giả váy các chị nhá. Đây, siêu đẹp luôn. Chị nào thích kín thì có thể dùng một chiếc cúc bóng nhá mọi người nhá. Dùng một chiếc cúc bóng này. Rất là đẹp luôn. Hôm qua đặt áo gửi cho em không, tìm book mãi mà không trả lời. Chị Đặng Hường ơi, gọi điện nhưng mà không thể chị nghe máy. Em có gọi điện nhưng mà không thể chị nghe máy. Thường đặt mấy áo gọi điện suốt mà không thấy nghe máy. Đấy, có gì chị inbox lại cho em để mai em gửi hàng nhá. Inbox địa chỉ cho em để mai em gửi hàng. Rồi ok, chốt cho Thanh Hải vàng này. 250 sale còn 130 nhá. 250 sale còn 130. Chị nào lấy thì comment nhanh tay nhá. Có xanh này. Xanh như em đang mặc đây, màu rất là mát luôn này các chị này. Màu cực kỳ là mát luôn. Mã này các chị mặc với chân váy tôi hết ý luôn rồi. Mặc với chân váy thì quá xinh rồi. Có xanh này, có cam này, có đỏ đen này, có trắng này. Đấy, có xanh, có cam, có đen, có trắng. 250 sale xuống còn 130k à, dành cho các chị tầm khoảng 5, từ 40 cân đến 55, 56 cân. Vừa áo lụa này nha các chị nha. Vừa áo lụa này ạ. Rêu sau lưng bao nhiêu ly? Rêu sau lưng cũng bằng tiền đúng không? Áo rêu sau lưng này là 120k này. Tí nữa em bán mã rêu sau lưng này cho các chị nhá. Rêu sau lưng có đủ màu ấy, mã này em có nhiều màu lắm. Tí em qua mã này thì em bán mã rêu nhá. Em qua mã cổ chéo này em bán mã rêu. Nào có ai chốt mã này không để em chuyển mẫu nào. Đẹp cực kỳ luôn này các chị này. Em không mua thì tiếc. Không mua thì tiếc thực sự này. Có xanh này, có cam này. Toàn màu trẻ trung xinh đẹp thôi. Cho chị trà lành vàng đi. Rồi ok, cho chị trà lành vàng nhá. Rồi em sẽ check inbox cho chị Đặng Hường nha. Mấy ơi, cho chị trà lành vàng. Nào còn cam này các chị này. Còn cam, còn đen, còn trắng nhá. Trắng này mặc với chân váy thì thôi rồi, hết ý luôn. Hết ý luôn nhá các chị nhá. Mặc với chân váy body nhá. Đẹp cực kỳ đấy. Không đẹp không lấy tiền luôn các chị nhá. Hàng lụa mềm đẹp lắm. Hàng lụa mềm đẹp mà các ở shop, các chị mua ở shop nhá. Các shop khác toàn bán 250 thôi. Hôm nay em bán mã này là mã mở hàng cho mọi người. Các chị trả lành. Em bán mã mở hàng cho mọi người, em chỉ lấy đúng 130k. Đấy, lỗ vốn luôn đấy. Các chị này nhanh tay này. Màu xanh, màu cam, màu đen và màu trắng nhá. Chị nào chốt màu nào comment màu kèm số điện thoại cho em. Size từ 56 cân, từ 40 cân đến 56 cân mặc vừa mã này. Tại vì đằng sau nó có chun này các chị này. Đằng sau nó có chun nhá. Ai chốt thì comment cho em nhá, để em chuyển qua mẫu khác ạ. Ai chốt màu mẫu này thì comment cho em để em chuyển qua mẫu này này. Có vàng đâu nhỉ? Đây. Rồi ok, chuyển mẫu khác nha. Chân váy bò là 140k, bên trong có quần ạ. Chân váy bò là 140k, bên trong có quần nha các chị nhá. Hàng bò hàn đây, chất co giãn này. Đấy, chất co giãn mặc rất là sướng luôn. Nào mọi người chia sẻ nhiệt tình lên nào. Mọi người chia sẻ nhiệt tình để em tặng quà nào. Các chị chia sẻ nhiệt tình nén tặng quà nhá. Mã lụa này đang rất là hot luôn. Châu rất mát. Chị Loan Ngọc có quần, có quần Gucci rồi chị Thi Ốc ơi, có rồi nhá. Có đủ size rồi, chị nào đặt quần Gucci để chút inbox cho em. Tí nữa em bán quần Gucci. Nào các chị ơi đổi mẫu nào. Rồi ok, Khánh Nguyên đã chia sẻ, em cảm ơn ạ. Mọi người chia sẻ đẩy view tăng lên để em tặng áo cho mọi người nào. Nào các chị ơi chuyển qua mẫu này nha. Mẫu này em có đủ màu luôn này, đính ngọc này. Toàn bộ chỗ này đính ngọc nhá. Đấy. Đính ngọc siêu đẹp luôn.
Mã này có rêu, có đen, có vàng và có trắng. Có rêu, có đen, có vàng và có trắng ạ. Chân váy là 140. Chân váy là 140k nha các chị nhá. Rồi, em lên mẫu lụa này nào các chị ơi, lên mẫu lụa này nhá. Chân váy là 140k, đủ size SML cho các chị từ 40 cân. Từ 40 cân đến khoảng 54 cân, 55 cân quay đầu nhá. Áo xanh là 130k nhá chị Loan Ngọc nhá. Đây, lên cái mã này các chị này, đính ngọc này. Hàng lụa đẹp cực kỳ luôn, có size nhá. Đấy, đính ghim luôn, đẹp cực kỳ. Rồi, ok, chị Thi ốc một đen size L quần à. Rồi, ok nhá. Chị lấy gì thêm rồi em gửi. Mã này nhá, mã này là 200 sale còn 120k này. 200 sale còn 120k nhá các chị nhá. Mã này các chị tầm khoảng 56, 57 cân vẫn vừa nhỉ. Mã này các chị tầm khoảng từ 40 cân đến 56, 57 cân vừa nhá. Từ 40 cân đến 56, 57 cân vừa này. Tại vì đằng sau nó chun. Đấy, 200k sale còn 120k. Có vàng, có trắng nhá. Có vàng, có trắng này. Toàn bộ là hàng lụa đẹp. Có đen này các chị này. Và có rêu. Có vàng, có trắng, có đen và có rêu. Cái ngọc này nó đính ghim luôn nhá mọi người nhá. Đính ghim luôn, rất là đẹp luôn ạ. Đấy các chị này, hàng lụa mềm mại nhá. Mọi người không mua mã này thì thật sự là rất là tiếc luôn ạ. Mặc rất là dễ phối đồ luôn này. Đấy, dáng bô rông nhá chị nhá. Dáng bô rông bèo đẹp. 120k cho những chị nào chia sẻ livestream 3 lần nhá. 120k này, comment màu kèm số điện thoại cho em. Từ 40 cân đến 57 cân quay đầu mặc vừa nhá. Từ 40 cân đến 57 cân quay đầu mặc vừa này. Có vàng này các chị này. Đấy, vàng nhá. Rêu này. Đấy, chân siêu mát đấy. Luôn. Toàn màu rêu này. Đen này, trắng này. Chị nào lấy thì có comment sang. Nhanh nhá. Toàn màu sang thôi. Toàn màu sang cực kỳ luôn. Chị nào lấy thì chốt màu kèm số điện thoại cho em nào. Chốt màu kèm số điện thoại cho em. 120 thôi, đẹp lắm các chị ạ. Đẹp thực sự luôn, mọi người không mua mã này này. Tiếc ơi là tiếc luôn này. Đấy. Tiếc ơi là tiếc luôn, tại vì màu của nó mặc lên rất là sang, tôn da nhá. Hàng lụa đẹp luôn. Hàng lụa này, chất mềm đẹp cực kỳ luôn này. Nào có chị nào chốt mã này không nào? Chốt mã này thì comment cho em nhá. Em mặc thử đen cho mọi người xem nhá. Mã này đẹp lắm. Mã này mà khối còn baggy cũng đẹp. Đây, đen mặc lên đây quá sang luôn này các chị này. Quá trẻ trung, quá đẹp luôn. Chất lụa mềm lắm á. Đẹp không các chị? 120k này. 120k nhá. Ai lấy thì comment vào kèm số điện thoại cho em nhá. Từ 40 cân đến 56, 57 cân. Quần em đang mặc là quần giả váy, bên trong có quần nhá chị nhá. Quần giả váy bên trong có quần này. Đấy, hạt này là bắn nhá, bắn đinh nhá. 140k quần váy đủ size. Đủ size SML cho các chị từ 40 cân đến khoảng 53, 54, 55 cân. Quay đầu mặc vừa quần giả váy á. Có chị nào chốt áo này thì comment nhanh tay nè. Mỗi màu chỉ còn duy nhất một chiếc thôi, mọi người comment chốt nhanh tay đi nè. Đẹp cực kỳ luôn này các chị này. Đẹp cực kỳ luôn, mã này rất là điệu, rất là xinh này. Đấy. Quá điệu, quá xinh luôn nhá. Có chị nào chốt mã này thì comment nhanh tay nhá. Máy rồi. Nào có chị nào chốt mã này thì comment nhanh tay để em qua mẫu nào. Qua mẫu nha các chị nha. Rất là xinh luôn ạ. Đấy, bèo nhá, toàn bộ chỗ này là bèo, đẹp quá luôn. Em phải lố con bé kia không ạ? Hãy
đổi mẫu nha mọi người nha. Nào các chị ơi, mọi người chia sẻ cho em nào. Mọi người chia sẻ nào, em bán đến mã quần baggy này các chị ạ. Bán đến mã quần baggy nhá, hàng Gucci siêu đẹp luôn. Đây, hàng Gucci siêu đẹp luôn này. Quần này thì em có size nhá. Có size SML, XL nhá các chị nhá. SML, XL hàng cạp cao mặc lên rất là tôn dáng, rất là đẹp này. SML, XL nhá. Dành cho các chị thì rất là rẻ luôn, không có ai bán rẻ như nhà mình. Từ 40 cân đến khoảng 58 cân, 57, 58 cân. Chị nào người gọn kìa 60 cân mà vẫn vừa quần này nhá. Chỉ 120 một quần nhá. 120 một quần này các chị này. 120k một quần Gucci siêu đẹp. Đây, hàng Gucci siêu đẹp luôn. Các chị chốt nhá, áo màu xanh rêu. Áo màu xanh rêu là 120 nhá, chị Trần Hồng Hạnh nhá. Chào chị Tina Phan nha. Quần Gucci này các chị này, nhìn tăng tem mát thì biết này. Hàng ai quá đẹp luôn. Đấy. Không ai bán rẻ như nhà em. Áo xanh phía sau bao nhiêu? Áo xanh này là... chị hỏi xanh rêu hay là xanh nào ạ? Xanh rêu là 120k nhá chị nhá. 120k. Nào các chị nào, quần Gucci nhá. Có size SML, XL nhá chị nhá. SML, XL này. Đấy. Quần quá đẹp luôn. Dáng rất là nét luôn nha. Chị nào lấy thì comment cho em nhá. Size S. Size S 45 cân quay đầu mặc vừa. Áo đỏ là 130k nhá. Size S 45 cân quay đầu mặc vừa này. Size M các chị tầm khoảng 48, 49 cân. Size L. Size L thì các chị tầm khoảng 52, 53 cân quay đầu mặc vừa. Size XL thì tầm khoảng 56, 57, 58 cân quay đầu mặc vừa. Chị nào chốt thì comment size kèm số điện thoại cho em. Chất đẹp cực kỳ luôn mà giá như em lại siêu rẻ. Đây, đứng lên cho mọi người xem giá này. Các chị mua chỗ khác rẻ nhất phải từ 150, 200. Rẻ nhất phải từ 150, 200 trở lên. Như em là 1m6, 50 cân đây. Thì mặc size L đây các chị này. Chị nào chốt thì comment size kèm số điện thoại nhá. Chỉ 120k thôi, hàng em đẹp. Đấy. Cái đấy còn size nhỏ thôi, còn size S tôi không biết chị có vừa không. Quần này em còn duy nhất một, chỉ còn duy nhất màu đen này các chị này. Còn duy nhất màu đen nhá, chị nào đấy comment size kèm số điện thoại cho em này. Size kèm số điện thoại cho em nhá. Áo như em đang mặc cũng có bán nha mọi người nhá. Áo như em đang mặc là các chị mua một chiếc là 80k, mọi người mua cả đôi thì sẽ là 75k một chiếc nhá. 75k một chiếc này. Rồi hồng viên quần size M. Comment size kèm số điện thoại cho em ạ. Đẹp lắm luôn mọi người, không mua đâu được cái hàng này mà giá này luôn. Chị sắc tím một quần size L này. Rồi chốt cho chị sắc tím một quần size L nhá. Đây, để em mặc cái áo này cùng với quần cho mọi người xem. Quần có khóa nha. Các bạn comment quần hoặc áo thì kèm theo số điện thoại luôn thì mình chốt được nhá. Áo đen, quần đen. Đấy là cả set của nó mà. Biết gì. Cân hồng viên, hồng viên này. Chị lấy 3 cái. Chị Phương Hoàng ơi, thì đi cọc cho em nhá, cọc cho em để nhặt hàng. Chị hồng viên này size M này, rồi ok, chốt cho chị hồng viên size M. Chỉ 120k thôi, đẹp lắm. Quần nhà em dáng quá nét rồi các chị ạ. Quần nhà em dáng quá nét rồi, mọi người yên tâm luôn. Quần quá đẹp mà giá lại rất là bèo. Giá không đâu rẻ bằng luôn. Đấy. Các chị mua ngoài thị trường cứ 200k.
Hàng em toàn là hàng xịn đẹp thôi. Đây khách hôm nay đặt rất là nhiều đây. Hồng viên M này. Chị Tình Nguyễn 54 cân thì mặc L. 1m57, 56 cân. 1m57, 56 cân. Nếu mà gọn thì mặc L, không thì mặc XL cho thoải mái nhá. Áo xanh ba lỗ là vải lụa nhá. Rồi chị Thi Ốc một size L này. Toàn được vải, nói chung là đẹp lắm các chị ạ. Chị Thi Ốc chị mua rồi. Đây, chị Thi Ốc khách nhà em mua rồi, mua lại đây. Áo phông đang mặc có bán nha các chị nhá. Có bán kèm quần này. Áo phông đang mặc có bán kèm quần để em lấy màu cho mọi người xem. Tình Nguyễn mặc L, 54 cân thì mặc L. Cái này có trắng đen vàng đúng không? Đấy, mình lấy đủ màu vào đây rồi đây. Không, áo kiểu này mà. Đây nhá các chị nha. Đấy, các chị có thể mua cả set như thế này luôn. Mặc lên rất là đẹp này. Mặc lên đẹp đúng không các chị? Đấy, mặc lên rất là gọn luôn. Áo các chị mua một chiếc thì là 80k, mua cả đôi thì là 75k một chiếc nhá. Hàng phông mát lạnh luôn này các chị này. Phông Gucci mát lạnh. Đấy, phông Gucci mát lạnh nhá. Đây, rất là đẹp luôn. Cho chị quần size XL với áo thun có chữ. Áo thun có chữ lấy màu nào ạ chị Khánh Uyên ơi? Áo thun có chữ chị lấy màu nào? Em có màu trắng, đen và vàng. Rất là đẹp luôn, mọi người chia sẻ cho em nha. Mọi người chia sẻ nhiệt tình cho em nhá. Rồi chị Tina Phan một quần XL này. Chị Khánh Nguyên ơi, áo em mặc là chất cốt tông đẹp lắm, chất mát lạnh luôn này các chị này. Lẻ là 80k, các chị mua một đôi thì là 75k một chiếc nha. Chất mát lạnh luôn, có trắng đen vàng. Nhiều màu các chị mua kèm luôn đơn. Trắng đen vàng này các chị này. Đẹp cực kỳ luôn ấy, chất mát sướng lắm. Đấy. Em chốt quần xong em chốt áo cho các chị. Quần XL chốt cho Tina Fan rồi. Quần có size bé không? Có size nhá, có size cho các chị từ 40 cân trở lên. Đấy, bé thì các chị mặc S cho em. Đấy. Mọi người chia sẻ nào, mọi người chia sẻ nhiệt tình đấy nào. Chị Khánh Uyên một quần XL áo chữ áo thun màu gì? Áo thun chữ đây. Áo thun chữ có trắng đỏ và trắng đỏ đen vàng nhá. Đen này chị này. Đỏ này. Trắng này. Đấy, vàng. Em ơi, quần chất vải đẹp lắm các chị ạ, thực sự luôn. Khách nhà em đây, em ghim cho các chị xem này. Ghim bình luận này cho các chị xem. Khách nhà em mua rồi, mua tiếp đây. Đâu ấy nhở? Đây, khách nhà em mua quần rồi đây. Đấy, ai cũng khách mua quần ưng luôn. Rồi, một quần XL với một áo trắng cho chị Khánh Uyên. Khánh Uyên này, quá đẹp luôn, cả set nha các chị nha. Áo 80k, quần là 120, cả set 200, đẹp mê ly luôn. Em đây mặc dáng lên quá gọn này các chị này. Đấy, quần này rộng rãi thoải mái, và đến cái lớp lót túi của nó cũng là lớp lót lụa đẹp. Đấy các chị xem, lớp lót của nó cũng là lớp lót lụa đẹp. Mọi người không mua thì có phải phí cả cuộc đời không? Nhà em bán chỉ có 120k thôi, nhưng mà mọi người mua các chỗ khác không bao giờ dưới 200k. Quần này nhá, chuẩn form nhà em này các chị này. Chuẩn form nhà em nhá, quá xịn đẹp luôn đúng không? Gucci nhá, quần này đang rất là hot luôn. Có size S, M, L, XL nha mọi người nhá. Rồi chị Hoa Thuy một quần S này. Đây, chị Hoa Thuy một S này. XL con vứt ra rồi đấy. XL đây. Đấy. Nào mọi người chia sẻ nào. Mọi người chia sẻ cho em nhá. Bán cả áo nhá các chị nhá. Chị Hương Nguyễn một quần size M rồi, ok, chốt cho chị Hương Nguyễn một quần size M có đơn rồi. Không đẹp không lấy tiền luôn. Chốt cho chị Hương Nguyễn này. Đây có đơn rồi. Viết tên rồi. Lấy chị áo xanh lá luôn nha em. Chị có 50 cân thôi. Mẹ áo đấy là... áo đấy là... còn một cái bán cho chị 200 hàng cao cấp chị ơi. Cái hàng này là em lấy để mặc. Thực sự là cái này em lấy để mặc này. Treo mẫu cho mọi người xem, nếu mà mọi người thích là
Em đặt cho mọi người, hàng này là hàng cao cấp này. Bán ra là hơn 300. Bán ra là hơn 300. Đấy, nhưng mà em còn em lấy để mặc thôi, nếu mà chị thích là em để luôn cho chị. Cái này là bán ra hơn 300 nhá, em để cho chị 200 này. Bán kỷ niệm cho chị. Đây, chị Tina Fan đây, hàng cao cấp này. Đấy. Em để luôn cho chị nhá, lần sau đi lấy cái khác mặc. Kiểu đẹp quá luôn. Cái này xịn lắm, chị mua shop phải 350-400. Cái túi của nó đẹp như thế này. Đấy, hàng cao cấp. Quần em mặc thì chỉ có 120k thôi. Quần em mặc là 120 nhá mọi người nhá. 120k quần Gucci em đang mặc này. Chị nào lấy chốt nhanh nhá. Có đủ size cho các chị từ 40 cân đến 57, 58 cân ạ. Từ 40 cân đến 57, 58 cân này các chị này. Quần là 120k. Dồn đơn cho chị bữa trước, chị có đơn 2 bộ đồ với đầm mát nhá. Rồi ok. Em dồn đơn cho chị nhá. Rồi ok chị ơi. Quần là 120k một quần nhá. Dáng rất là đẹp này. Mọi người nhìn dáng em đang mặc này. Đấy, lên form quá chuẩn luôn. Quần lên form chuẩn đúng không chị? Ai lấy thì comment size kèm số điện thoại cho em. Có size S, M, L, XL. Size S cho các chị 45 cân quay đầu, 45, 46 cân quay đầu. Size M dành cho các chị 48, 49 cân quay đầu nhá. Chị Kim Vân, chị hỏi trước cũng bán chứ. Chị Kim Vân hỏi mẫu nào nhở? Bây giờ em mới nhìn thấy comment này. Chị Kim Vân ơi, chị hỏi mẫu nào ạ? Comment lại nhá. Tại vì bây giờ nhìn thấy comment của chị, em xin lỗi nhá. Cho mình áo phông trắng này luôn. Rồi ok cho chị sắc sắc tím một áo phông trắng nghe đang mặc luôn này. Quá đẹp luôn. Áo chị 80k nhá. Vợ trường cho em size S. Chị một size S. Comment size kèm số điện thoại cho em. Đinh Thu Yên 1S này. Đinh Thu Yên 1S này. Một quần S này. Rồi ok. 120 một quần thôi mọi người nhá. Chị Nhung Vũ Thị một quần XL này. Đẹp cực kỳ luôn mọi người nhá. Dáng đẹp lắm. Thực sự đây, khách nhà em mua rồi đặt luôn 10 cái cho bạn luôn. Đấy, vợ trường lấy size gì đây nào? Vợ trường cây size S. Rồi ok. Khách nhà em mua rồi đặt luôn cả 10 chiếc cho bạn luôn. Áo phông trắng này các chị 55-56 cân quay đầu vừa thoải mái luôn. Đấy, áo phông chất co giãn nhá, em có trắng có đen nhá. Có trắng có đen và có vàng ạ. Cho chị áo em mặc nữa nhé, 54 cân. Chị Tình Nguyễn lấy màu nào, có trắng có đen có vàng này. Có trắng có đen có vàng nhá. 80k một chiếc luôn này các chị ạ. Chất phông mát lạnh luôn. Đấy, áo Gucci chất mát lạnh mọi người không mua tiếc này. Mặc lên set quá đẹp luôn. Áo có trắng có đen có vàng. Chị Tình Nguyễn lấy màu nào để em chốt nào. Ai lấy quần thì comment cho em 120k một quần đủ size S, M, L, XL cho các chị từ 40 cân đến khoảng 57, 58 cân. Size S thì các chị 45, 46 cân quay đầu. Size M thì 49, 50 cân quay đầu. Size L các chị tầm khoảng 53, 54 cân quay đầu. Và size XL 57, 58 cân quay đầu nhá. Chị nào lấy thì comment size kèm số điện thoại cho em. Rồi chốt cho chị Tình Nguyễn trắng này. Quá đẹp luôn. Mọi người không mua thì thực sự là quá tiếc. Rồi, rồi ok, mọi người có quần thì mua luôn áo mặc kèm chị Tình Nguyễn này. Bán khách quen thôi. Yêu lắm các chị, suốt ngày. Cho em một bộ 50 cân bộ mặc chị Phong Lan ơi, 50 cân thì mặc quần 50 cân 1 mét mấy nhở? 50 cân nếu mà người gọn thì mặc size M nhá. Nếu mà muốn thoải mái thì mặc quần size L. Comment cân nặng kèm số điện thoại cho em. Quần kéo khóa. Quần này vợ trường size S. Xe hết con vứt ra đấy. Nó xe hết con vừa vứt ra một cái đây. Đây quần này là khóa hông này các chị này. Quần này đẹp lắm, em bao chất đẹp luôn. Đấy, em bao chất toàn thị trường luôn, quá đẹp. Mọi người không mua quần này tiếc nhá. Quần này mặc với sơ mi cũng đẹp. Và mặc với cả áo phông như em đang mặc cũng đẹp. Áo phông thì có màu trắng, màu đen và màu vàng ạ. Màu trắng, màu đen và màu vàng nhá. Đây, siêu đẹp luôn, áo 80k một chiếc, quần là 120, cả set là 200k nhá mọi người nhá. Cả set là 200k này. Nào chị nào chốt quần nào, chị nào chốt quần nữa không nào? Bộ trường size S.
Đây, quần vừa bóc ra một chiếc rồi. Quần con vừa bóc ra một chiếc rồi. Hàng Gucci nhá. Hàng Gucci này các chị này. Form quần này rất là đẹp. Con vừa bóc rồi mà. Vâng. Đây quần Gucci này. Ai chốt quần thì comment nhá, đủ size S, M, L, XL cho các chị nhá. Đẹp không? Chất vải mềm đẹp lắm. Khách nhà em mua rồi chỉ có mê tít thôi các chị ạ. Đấy. Khách nhà em chỉ có mê tít thôi. Lấy áo chị mặc rồi ok, vợ trường thêm một áo trắng nữa này. Vợ trường thêm một áo trắng nữa. Ok nhá. Đây em đứng xa ra mở cái xem quần. Đấy. Quần đây. Lên form chuẩn đẹp luôn. Chị nào lấy thì chốt nhanh nha. Chốt nhanh quần cho em nào. Có quần sọc Becky. Quần sọc có. Quần gì cũng có luôn. Quần sọc em có nhá. Em qua mã Gucci này em bán qua mã quần sọc cho các chị này. Nào có ai lấy Gucci nữa không để bán qua mã quần sọc nhá. Nào ai lấy trắng đen thì comment cho em nhá. Áo là 80k nhá. Quần là 120 nhá. Chuyển qua mã quần sọc cho mọi người xem. Cho em một bộ 50kg chưa thấy chị. Ờ chưa thấy các chị cho số điện thoại em kẹp quần người xem. Rồi mặc phông đen rồi em mặc thử phông đen cho ai lấy phông đen thì chốt luôn phông đen này. Chị mà mua một đôi là giá chỉ còn 75.000 một cái nha, mà mua một cái thì là 80. Ao chất đẹp cho mọi người luôn nhá, chất siêu mát luôn. Hàng chất cốt tông cực mát luôn. Các bạn mua ngoài thị trường rẻ nhất là 120.000 một áo như này. Chuyện tình mùa đông hỏi quần bao nhiêu, còn chân váy bút chì không em? Chị Tình Nguyễn hỏi. Chân váy bút chì em còn ạ. Còn nhiều. Quần là 120, áo là 80 nhá mọi người nhá. Mọi người mua luôn cả set này. Quần 57 cân vừa không chị Hoàng Linh vừa. 57 cân mặc XL chị ơi. Đây, chị nào đóng con cả set, mặc lên cả set đen cũng rất là sang. Đây. Đấy, mặc đen lên nhìn cũng rất là sang đấy nhá. Đây, quần Gucci này. Quần Gucci rất là đẹp, áo Gucci nhá. Nào, chị nào lấy chốt áo thì comment nhá. Áo có trắng, có đen và có vàng. Quần 57 cân thì chị mặc XL nhá. Comment XL kèm số điện thoại cho em. Đây, áo có trắng, có đen, có vàng này. Hàng phông chất mát lạnh luôn. Hàng Gucci, áo thì tầm 57 cân, quay đầu vẫn vừa, từ 40 cân đến 57 cân vừa nhá. Quần không phải cạp chun ạ, cạp khóa nhá chị nhá, cạp khóa. Quần đẹp lắm, quần này các chị sơ vin với các loại sơ mi cũng thoải mái luôn ạ. Không chỉ mặc riêng với áo phông như em mặc đâu, các chị có thể sơ vin với áo sơ mi nhá, quần rất là đẹp luôn. Nào mọi người chia sẻ, nào mọi người chia sẻ lên, mọi người tiếp tục chia sẻ để em chốt quà cho các chị nào. Mọi người chia sẻ đi nào, mọi người chia sẻ để em chốt quà cho mọi người nhá. Đấy, chị nào chia sẻ nhiều nhất vào các hội nhóm comment lại đây để em tặng quà nào. Chị nào chia sẻ nhiều nhất vào các hội nhóm comment để em tặng quà nhá. Comment để em tặng quà nào. Mọi người chia sẻ nhá, những ai chia sẻ nhiều nhất comment để em tặng quà nhá. Áo vẫn còn nhá, chị nào lấy đi cứ comment nhá. Để em đổi mẫu này. Em đổi mẫu sang quần sọc này. Sang quần sọc nhá. Ai mua quần sọc thì chuyển sang quần sọc này. Chào chị Vi Trang. Chị Vi Trang để em bé tối ra đấy. Ơ, ở đây là đai này. Mã nơ đó. Mã này có mã nơ. Nào, đổi quần sọc nhá. Áo là 80k, quần là 120 nhá. Cả set là 200 nhá các chị nhá. Cả set là 200, đẹp mê ly luôn. La hỏi áo lụa con đựng bao nhiêu. Lâu lắm không gặp chị Nhung La ấy nhỉ. Đâu? Nhung La vừa mới nọ mua hay sao thôi. Áo lụa sau lưng là 130, một mã 130 và một mã là 120 nhé mọi người nhé. Ơ sao trên máy chủ con không thấy đâu nhá, sao máy của mẹ mới thấy nhỉ? Bây giờ nhìn thấy chị Nhung La mà. Một mã đính ngọc là 120. Mã cổ chéo này là 130 nhé. Còn cái hàng này thì chất các bạn yên tâm, chất mát cực luôn. Cảm thấy nó là chất cốt tông.
lại còn sọc đấy các chị này. Các chị mua hàng nhà Ly là cứ hàng ngon bột rẻ. Em chào chị Vi Trang nha. Mọi người là trở thành người tiêu dùng thông minh, bởi vì vẫn đẹp mà lại giá cả hợp lý. Mình mua ở chỗ khác có thể mua một cái quần này là bằng cả một bộ rồi. Nên là mình mua hàng ở chỗ này đẹp rẻ. Các chị yên tâm, quần này em bao chất luôn rồi. Mà giá lại bao rẻ nhất thị trường luôn. Cẩn thận rồi. Giá thì rẻ nhất thị trường luôn. Chị Nhung là không, em gửi quần sóc không biết là nhận được chưa. Em bé của chị Bi Trang có ngoan không? Chắc là ngoan nên là mẹ vẫn xem em đi like được rồi, chắc em bé ngoan lắm rồi. Đây nha các chị nha. Đây, mã quần sọc đây, đây mã quần sọc này màu nó rất là đẹp luôn này. Con đang bảo sao không có được túi làm sao? Tốt quá. Em cho chị xem áo lụa màu xanh. Chị Nhung là xem áo lụa màu xanh. Đây nhá, áo lụa màu xanh đây Nhung La ơi. Đây nhá, áo lụa màu xanh đây, hàng Quảng Châu rất là mát luôn, 130.000 một áo. Các bạn từ khoảng 45 đến 55 cân đổ lại mặc là rất là đẹp luôn. Lụa màu xanh nhá. Chất lụa mềm mại đẹp lắm. Lụa tơ mềm đẹp. Còn đủ màu đấy, cái này còn cả màu trắng, màu đen. Còn đấy em có màu xanh, màu cam. Màu trắng với lại màu đen. Còn size S cho em cái gì đây? Chị Hoa Thuy bảo cái gì ấy? Set này bao nhiêu vậy bạn? Chị Hồng Phân. Hồng Phân hỏi cả set là bao nhiêu? Cả set là chỉ có 200.000. Chưa, con chưa nhìn thấy comment. Chưa nhìn thấy comment nổi lên. Cả set là 200 chị Ngọc Hân ơi. Size S kem. Chị Hoa Thi size S kem nào nhở? Con cháu trộm vía ngoan mới sinh được tuần. Buồn xem like. Xem ít thôi, không nên xem nhiều. Đây nhá chị nhá. Đây nhá. Các cụ ngày xưa bảo là xem nó hại mắt. Quần sọc đây đủ size S, M, L nhá chị nhá. Đủ size S, M, L này. Ngoan, ngoan là mừng rồi. Lấy em một set đen quần size S chị nhá. Rồi ok, Diệp Khúc một set đen này. Quần S này. Hôm nay lấy. Chị ạ tư. Rồi ok, lấy chị cái xanh. Ok chị Nhung La này. Chúc xanh cho chị Nhung La. Hàng lụa tơ tằm đẹp lắm chị ạ. Hàng này hơn 200 đấy. Em đang hôm nay bán mã mở hàng sale. Size S. Em ạ, cho chị một size S. Chị ơi lấy size S kẻ hay lấy size S đen ạ? Áo phông là 80k một chiếc. Mọi người mua từ 2 chiếc trở lên sẽ là 75k nhá. Các chị mua từ 2 chiếc sẽ được giá ưu đãi nha. Quần kẻ như em đang mặc nhá mọi người nhá, quần sọc như em đang mặc. Đây hàng Quảng Châu đẹp này. Chị lấy quần kẻ hay lấy quần đen? Chị Điệp Khúc lấy set đen, quần đen. Quần kẻ như em đang mặc đủ size S, M, L ạ. Nhung La có số điện thoại trong inbox không? Size S cho các chị tầm khoảng 45-46 cân quay đầu. Size M cho các chị 50 cân quay đầu. Chị Hoa Thuy quần kẻ S rồi ok. Chị Hoa Thuy có đơn chưa nhỉ? Có rồi, chị có mặc quần rồi. Em con xem đâu size S. L. Có S này. Hoa Thuy một quần S này. L sọc rồi ok chị Na Tiên một L sọc này. Chị Na Tiên lấy gì rồi, có rồi em gửi cho nhá. Tại vì hôm nay em đi đóng hàng nên là chưa zip inbox được. L sọc cho chị Na Tiên này. Set là 200k một set nhá.
Na Tiên cho số điện thoại em mẹ ghi vào. Nào mọi người chia sẻ cho em lên 50 view để em tặng quà cho các chị nào. Quần này có đủ size S, M, L này các chị này. Đây hàng Quảng Châu đẹp nhá. Quần là 120 một quần, rất là mềm luôn. Quần mềm đẹp cực kỳ luôn này các chị nào. Đây, cái này mọi người đi dép vào thì đẹp. Quần là 120 một quần, màu kia là cam. Áo này em có cả xanh này. Xanh, cam, đen, trắng chị ạ. Có cái trắng này chị Nhung La này. Cho mình thêm áo phông màu đen này nhé. Rồi ok, chị sắc tím một áo phông đen nữa. Chị sắc tím thêm một phông đen này. Em lấy chị cái cam luôn nha. Rồi ok cho chị cam luôn. Hôm nay em gửi quần bò chị nhận được chưa? Có cam nhá, có xanh, có đen, có trắng ạ. Có cam, có xanh, có đen với có trắng này chị này. 52 cân vừa áo phông thoải mái nhá. Áo phông này từ 40 cân đến 56, 57 cân vừa nhá chị Trần Thu Hà nhá. Áo này quá đẹp luôn mà mặc chất mát nhẹ lắm chị ạ. 200 siêu còn 130, siêu rẻ luôn. Chị nào lấy quần sọc thì comment cho em nè. Chị nào lấy quần sọc thì comment cho em nhá. 120k một quần sọc. Quần đen đây, quần đen đây. Đây, quần đen đây. Chị nào bảo xem quần đen nhờ, quần đen đây này các chị này. Quần đen cũng 120, quần gu xì. Quần đen gu xì 120 nhá. Em lại treo cái xanh, em bỏ cái xanh của túi chị Nhung La ra. Treo luôn cái đấy, xong bỏ cái... bỏ cái chưa bóc đấy. Đây ạ, đen gu xì này các chị này. Cũng 120k nhá. Form thì các chị yên tâm rồi, form chuẩn lắm. Hàng nhà em xưởng thiết kế form rất là chuẩn luôn. Chuẩn size cho các chị luôn. Đấy. Các chị đi làm công sở các chị đi làm công sở kể cả không thích sơ vin với áo phông em đang mặc, các chị sơ vin với áo sơ mi cũng không sao, rất là đẹp luôn. Quần này các chị rất là dễ mặc này. Mọi người muốn mua sơ mi tí em bán sơ mi này, nhiều mẫu đẹp lắm các chị ạ. Ai lấy sọc thì comment sọc cho em nào. Ai lấy quần sọc nữa không nào? Quần sọc SML nhá mọi người nhá. SML cho các chị từ 40 cân đến khoảng 53 cân, 53-54 cân này. Sọc rất là đẹp luôn. Đây. Em mang luôn cái mã áo sơ mi ra đây bán. Em đổi mẫu nha mọi người nhá. Đổi mẫu nè. Các chị nào chốt áo phông thì chốt nha. Áo phông có trắng, có đen thì có vàng này. Có trắng, có đen và có vàng nhá. Này có cả vàng nữa. Đây, 80k một chiếc thôi. 80k một chiếc nhá. Siêu đẹp luôn đúng không? Chất thì mát lạnh luôn này mọi người này. Mã này mọi người mặc đi làm cũng được. Mã này các chị đi làm mặc rất là ok. Em đổi mẫu nha. Thu Hà này là cái chị cái gì Mỹ Tiên này hay gì bông hàng của mình này. Đây chuyển sang mã Gucci này rất là đẹp này. Áo xanh sau là 130 chị ơi, quần là 120 nhá. Áo xanh sau là 130, hàng lụa cao cấp đẹp. Đâu mẹ không mang sơ mi ở đây à? Đây chuyển này các chị này. Quần là 120 một quần nhá. Chính xác chị này không lệch đi đâu được. Ừ, bị tiên cái gì đây. Bỏ một đơn nữa. Hồng hỏi áo xanh bao nhiêu vậy? Áo xanh là 130k nhá Hảo Hồng ơi. Áo hôm nay em đăng bài đi, chị Ngọc Lan Hương bảo
Bán áo hôm nay em đang bài đi. Quần đấy bao nhiêu? Minh Nhật hỏi quần đấy bao nhiêu là quần là 120. Quần là 120 nhá mọi người nhá. Đây áo này đang bài là áo xanh đây chị này, em bán đơn mã đầu tiên đấy. Áo đang bài hôm nay đi bán mã đầu tiên, còn màu xanh, màu trắng, màu cam nhá. Còn cam. Màu à, xanh đen. Trắng đen. Xanh trắng đen. Ngọc Văn Hương nhé. Các mẹ ơi, em xem một con này đi. Cái mát thằng này không được. Minh Nhật có size S nha Minh Nhật ơi. Quần mình có size S, ML nha, XL. Có đủ size cho các bạn từ 40 đến tầm 57, 58 cân. Quần kẻ size S có chị ơi, nếu mà lấy quần kẻ size S thì comment size kèm số điện thoại cho em nhá. Comment S kèm số điện thoại cho em này. Đây các chị nào thích mẫu quần đơn giản thì có thể mặc cái mã quần này nhá. Mã quần này là mã quần trơn này các chị nào. Quần một dây tí nữa like. Áo gì? Chị bảo quần một dây chắc cái mã áo hoa gì. Đây nhá. Mã quần này là mã quần trơn này, chị nào thích yêu thích sự đơn giản thì có thể mặc cái quần mã trơn này nhá. Áo này các chị này, áo rất là đẹp luôn. Áo này các chị có thể thả tay ra mặc đi làm thoải mái nhá. Đây thả tay ra này, các chị mặc đi làm công sở thoải mái cái mã này. Áo von bột dây lát em like. Nhiều mẫu lắm các chị ạ, về nhiều mẫu lắm. Đây cái mã này kể cả các chị mặc đi làm thoải mái nhá. Tay rất là rộng này, đấy. Vừa mặc đi làm, vừa mặc đi chơi. Nói chung là mã này rất là tiện luôn. Áo này thì là 90k một chiếc. Rất là nhiều màu. Đây, 90k một chiếc này. Áo có nhiều màu nhá. Hoa trắng, hoa đỏ này. Hoa trắng, hoa đỏ. Bán cái mã như... Đây mã màu em bán cái màu như em đang mặc trước nha. Em bán màu như em đang mặc trước này. Áo là 90k dành cho các chị 55, 56 cân quay đầu mặc vừa nhá. 55, 56 cân quay đầu mặc vừa. Chị nào chốt thì comment nha. Comment áo hoa kèm số điện thoại cho em. Áo hoa kèm số điện thoại cho em này. Quần là 120, áo là 90 nhá mọi người nhá. Quần là 120, áo 90 này. Chị nào lấy thì comment cho em. Đây rất là đẹp luôn, chị nào lấy thì comment này. Màu trắng nha, màu em đang mặc là màu trắng này. Đấy, hoa cực nổi luôn. Hoa cực nổi luôn, các chị đơn lại cho mọi người. Nào có chị nào chốt mã áo hoa này không nào? Không chị nào chốt mã áo hoa này để em đổi mẫu nhá. Có cả màu đỏ luôn. Đây hàng rất là đẹp luôn này các chị này. Hàng này hàng thiết kế nhá. Hàng thiết kế siêu đẹp luôn. Các chị nhìn mác của nó là biết rồi, hàng cao cấp rồi, hàng đẹp lắm luôn rồi. Hàng thiết kế này. Đấy. Siêu đẹp, siêu mát luôn. Chị nào chốt thì chốt màu kèm số điện thoại cho em nhá. Màu nhem đang mặc là hoa trắng này. Đây, các chị mua kèm đơn sẽ bán cho các chị là 80k một áo. 80k một áo nhá mọi người nhá. Từ 40 cân đến khoảng 55, 56 cân mặc vừa. Ai lấy thì chốt mẫu này cho em. Chốt mẫu này kèm số điện thoại cho em này. Chất đẹp lắm, rẻ chưa từng có các bạn luôn, rẻ bằng một nửa giá thị trường.
máy siêu nét luôn em ơi, quần quần dáng này và chất có giống mẫu mẫu trước không? Chất phải nó không giống hệt đâu các chị ạ. À. Tina Farm lấy áo em mặc cho chị. Rồi ok, chốt cho chị Tina Farm một áo em mặc này. Đẹp lắm, áo này quá đẹp luôn, mua rẻ, siêu rẻ. Đây, phải để đấy đúng không? Siêu rẻ luôn, em bán 80k là giá quá rẻ luôn. Đây các chị nhìn này. Hàng cao cấp như này mà mọi người nhìn tem mác là biết rồi, đẹp lắm ấy, thực sự là quá đẹp luôn ấy. Chị nhận được hàng đấy, mọi người nhận được hàng chỉ có mê ly thôi, áo von lụa nhá, mẫu này rất là đẹp. Rồi các chị ơi, chuyển mẫu này đấy, chuyển các cái mã này nhá. Tay bèo rất là xinh này các chị này. Tay bèo siêu xinh luôn. Mã này thì mẹ màu không? Mã này thì là 100k đấy mọi người nhá. 100k. Đây, 55 56 cân thoải mái vừa nhá. Màu vàng, màu trắng, màu đen và màu hồng. Đỗ. Màu vàng, màu trắng, màu đen và màu hồng đỗ ạ. 100k hàng Zara đẹp. Cái hàng này mình thấy người ta đang bán là 130.000. 100k nha các chị nhá. 100k hàng Zara đẹp luôn. 130 thì cũng là 300 đấy. Đấy, hàng Zara đẹp luôn này các chị này. Quá xịn luôn. Rẻ quá rẻ. Nhà em bán thật sự giá rẻ, các chị mua yên tâm. Bính ngọc này. Đấy. Anh Công ơi. Màu đen nhá. Màu hồng đất nhá. Màu đẹp trắng và màu vàng. Siêu đẹp. Từ 45 cân đến 55, 56 cân thoải mái vừa. Tay bèo này. 100k một áo nhá, ai lấy đi comment cho em này. Màu kèm số điện thoại, màu trắng, màu hồng đỗ, chị màu đen làm rồi, và màu vàng. Chị toàn mã đẹp đấy. Mã này làm cho chơi. Các chị đi làm đi chơi đều ok. Mặc với chân váy cũng đẹp ạ. Những cái mã này mọi người mặc với quần baggy, quần suông, chân váy đều ok hết nhá. Ai lấy mã này thì comment cho em nhá, comment màu cho em 5 màu lận luôn. Đấy, viền cái tay này đẹp lắm này. Đây. Màu hồng đỗ. Em dở cái màu hồng đỗ này ra cho chị xem này. Vợ thường chị này hình như khách quen lắm. Nghe nick quen. Rồi chị nữ mi trắng. Đẹp lắm thật. Không đẹp thực sự mà. Đây này, chất von này. Tay nó viền như thế này. Đấy. 100k quá rẻ luôn mọi người ạ. Quá rẻ. Các chị không mua tiếc này, màu hồng đỗ này nhá. Màu này mặc lên rất là tôn da luôn. Mà nhìn nhã nhã. À? Chị nữ mi. Chị nữ mi một trắng, chị đi ốc. À đây. Đấy, ai lấy thì comment cho em nhé. Em còn màu hồng này, màu vàng, màu đen. Màu hồng, màu vàng và màu đen. Ai lấy đi chốt cho em nha. Đẹp lắm đây các chị xem. Từ từ kim mũi chỉ mày nét lắm các chị ạ. Đây này các chị này. Đấy, hàng đẹp thì các chị không mua đâu được giá dưới 150.000 đâu. Đấy là để mà nó bán like. Đấy là những người bán like. Đấy, tay của nó, tay bèo. Tay bèo. Mọi người yên tâm, cái này hàng rất là đẹp luôn rồi. Hàng siêu đẹp, siêu rẻ. Lấy em màu vàng, thì thường lấy em màu vàng. Rồi ok. Đẹp lắm mọi người ạ. Đưa con màu hồng đỗ. Con màu hồng đỗ. Chị Hoa Bách Hợp bảo là mạng yếu quá không xem được. Hôm nay các chị cũng chưa mạng yếu. Mạng hôm nay cũng hơi yếu thật. Kém mọi người, nếu ai mạng kém quá thì thoát ra vào lại. Mọi người thoát ra vào trang cá nhân em đi. Hàng nó đẹp như thế cơ mà. Đường kim cũng chỉ nét tưng luôn.
không ai bán rẻ, nhìn siêu rẻ. Bán cho chị siêu rẻ. Đây, màu hồng độ lên nhìn này, ui quá là tôn da luôn đúng không? Quá tôn da luôn các chị ạ. À. Em còn một hồng độ với một đen. Còn một hồng độ với một đen này. Đen và mã này. Quá tôn da luôn ấy. Em thấy màu hồng độ quá tôn da luôn, màu đen này. Đen mã khác mà. Đen mã khác. Đây nha, còn một hồng độ này. Còn một hồng đỗ, ai lấy thì comment hồng đỗ kèm số điện thoại cho em. Còn một hồng đỗ. Em 100k thôi các chị ơi, từ 45 cân. 44-45 cân đổ lên đến 55-56 cân. Đây, đính ngọc này. Một hồng đỗ này. Quá xinh luôn. Cho chị đổi quần kẻ lấy quần đen này size S được không? Được chị ơi. Chị áo em mặc rồi, ok chị tình nguyện áo em mặc. Đây quần đen này size S đây. Mẹ ơi, chị gì đổi lấy quần đen này size S này. Chị Hoa Thuy. Áo chị Tính Nguyễn này. Trắng mặc trắng ai chị nào lấy trắng đấy. Hàng đẹp lắm luôn thì giá hợp lý. Quần em đang mặc là 120 chị Phương Liên Liên ơi. Em cảm ơn chị Phạm Ngọc Lan ạ. Cảm ơn tình yêu nha. Lấy hàng, chọn hàng cẩn thận các chị nhá. Làm sao mà hàng đẹp giá là được rẻ. Đây trắng này các chị này. Các chị mua hàng mà lúc nào có đồ đẹp mặc mà không tốn tiền. Đấy mà hàng em mặc mọi người ít bị đụng hàng lắm thực sự đấy. Đây này các chị này, trắng này. Đây, đẹp quá luôn đúng không? Tay bèo này. Mã này các chị mặc đi làm công sở rất là đẹp luôn. Mặc với chân váy các thứ đều ok hết. Mặc với chân váy đều ok nhá. Áo là 100, quần là 120, cả set là 220 ạ. Một set đẹp luôn. Áo từ 44-45 cân đổ lên đến nhà khoảng giá rẻ mà ship vẫn còn hỗ trợ 55-56 cân ạ. Ship chỉ đồng giá có 30k mà đơn hàng. Ai lại áo trắng thì comment trắng này. Còn duy nhất một chiếc trắng này, còn sót duy nhất một chiếc trắng thôi. Một đấy. Ship cũng được. Von thì là von lụa nha các chị nhá. Chất von lụa. Chất von lụa mềm đẹp ạ. 100k áo này nha. Chất này, chất cát hàn, cát đẹp đó. Nói chung những cái chất mà các chị hay may áo sơ mi hàng đẹp. Chất cát hàn, chất đẹp. Mà áo này mọi người mặc nhá, không bao giờ sợ nhăn này. Không bao giờ sợ rão, không bao giờ mất màu. Đấy, siêu bền. Mà mặc lúc nào cũng nhìn cũng mới lâu á, hàng này. Đổi chị sang màu trắng đi em rồi ok, đổi sang màu trắng. Chị Tình Nguyễn đổi màu hồng sang màu trắng này. Còn chị nào lấy màu hồng đỗ? Màu hồng đỗ cũng mặc tôn da mà. Thế mẹ đưa áo màu hồng ra đây cho con là được. Con đổi áo trắng cho. Đây còn màu hồng đỗ này. Có chị nào lấy hồng đỗ thì lấy thì comment hồng đỗ cho em. Mẹ xem còn trắng mà lấy bên dưới xem còn không. Hết rồi. Chị Phương Liên Liên ơi, chỉ còn hồng đỗ thôi. Hồng đỗ đẹp mà, ơ màu hồng đỗ của cái này đẹp cực kỳ luôn ấy. Màu hồng đỗ xinh lắm ấy, màu hồng đỗ mặc lên tôn da. Em hết trắng rồi chị Phương Liên Liên ơi. Em còn vàng ạ. Quần bao nhiêu? Quần là 120 chị ạ. Em có
còn vàng với lại hồng đỗ. Trắng em còn mã khác. Áo xanh treo cửa là 200k, sale xuống còn 130 nhá chị Minh Anh nhá. Đây, mã này còn vàng với hồng đỗ này. Hết trắng rồi, 100k một áo thôi, mọi người đi shop cứ mua 250 một con luôn, thực sự luôn. Đấy. Các chị đi shop cứ mua 250 một con. Chị Thảo mặc được đấy, cái này chị Thảo mặc giống này. Chị Thảo ơi, mã này đẹp này. Mã này đẹp này, 250 em bán 130 cho các chị luôn. 250 sale còn 130 em còn đây, màu chị xanh. Chị Thảo mua những cái áo đi đang cầm này, đi trường cũng đẹp. Đấy, 42 cân vừa chị ơi. Em còn màu xanh, màu trắng với màu đen chị ơi. Cái mã lụa này còn màu xanh, màu trắng với màu đen nhá. Mã này rất là đẹp. Đằng sau là chun này. Đẹp cực kỳ luôn, mặc thoải mái lắm. Mã này 55, 56 cân quay đầu mặc vừa. Hàng lụa nhá, lụa tơ tằm nhá, chị nhá. Áo hồng đỗ là 100k. Mã này em còn hồng đỗ với vàng này. Còn hồng đỗ với vàng các chị mặc đi làm công sở ok. 54 cân mặc được chị Thảo ơi. Quần em đang mặc chất vải. Giống chị ơi. Nó cũng là quần Gucci này hơn. Nó Gucci nhưng cái cạp nó may đơn giản. Đấy, nhưng mà loại này cạp đơn giản. Mã này mặc thoải mái hơn này. Quần em đang mặc cũng bằng tiền, chất giống nhưng mà cạp nó may đơn giản hơn. Hồng đỗ nhá, còn hồng đỗ với vàng là 100k một áo. Chị nào lấy comment này. Đấy, trắng em hết rồi. Mẫu như em đang mặc. Cúc thì cúc đính ngọc nhá. Đây, cúc đính ngọc rất là đẹp. Hàng đẹp này. Ai lấy mã này thì comment cho em nhá. Đẹp, quá đẹp và quá rẻ luôn. Không ai bán rẻ như thế đâu. Quần có giống, quần giống chị ơi. Quần giống. Quần này dáng cũng đẹp này. Đẹp lắm. Chuẩn form mà, quần nhà em chuẩn form rồi. Đẹp lắm, thì có lấy thêm mấy cái hàng này đơn giản như đẹp cực luôn. Chị vợ trường có rồi, chị vợ trường lấy màu gì, màu vàng hay sao ấy, có rồi. Có màu vàng rồi. Hai trắng này chị Tình Nguyễn. Hàng đấy chị Tình Nguyễn. Có đủ size chị Thi Ốc ơi, đủ size S, M, L, XL. Cũng khóa hông. Nói chung là nó y như quần Gucci nhưng mà là cạp trơn. Rồi chờ em một chút, em thử áo xanh cho chị xem. Đây, mã trắng em còn mã này này. Mã này thì có màu trắng với màu vàng. Đây nha, mã này nó chỉ khác một chút thôi. Chị Phương Liên Liên này. Mã này có màu trắng, màu vàng. Mã này em có màu trắng với màu vàng. Mình lấy cả set để mình cái màu trắng nha. Chị Phương Liên Liên ơi, đây nhá. Cái màu trắng này này chị này. Chuyển sang màu trắng này có được không? Nếu form giống quần Gucci cho chị một quần L rồi ok, cho chị một quần L. Form giống mà. Mặc XL cho thoải mái. Bà chị Thi Ốc mặc XL thoải mái. Trên 50 cân thôi. Bà chị mặc XL. Mặc XL đi chị ạ. Mặc XL cho thoải mái. Không, chị 53-54 cân. Mặc XL đi. Tại vì form này cảm giác em cảm giác nó bé hơn một tí. Form này bé hơn một tí thì em gửi XL chị nhá. Chị Phương Liên Liên ơi, nếu mà lấy áo trắng này thì ok cho em này. Cái mã trắng kia em hết rồi. Mã trắng này nó chỉ khác một tí thôi. Mã trắng này nó khác một tí, em có trắng rồi có vàng. Hàng đẹp cực kỳ luôn mọi người nhá. Có trắng có vàng rồi có đen. Mã này có trắng có vàng rồi có đen. Lấy chị áo đang mặc màu trắng rồi ok. Chốt cho chị Tina Fan màu trắng này.
nhận đồ nhà chị rồi, chất vải rất ưng, giá cũng ok nữa. Mọi người yên tâm, em cảm ơn chị Giao Lê. Áo trắng em đang mặc chỉ có 100k thôi mọi người nhá. Một mét sáu mươi lăm 50 cân, 1m65 50 cân, bán đồng tiền bắt gạo, mặc quần size L chứ không vớ vẩn đâu. Đây chị này, đây tôi chốt áo trắng cho chị Tin đang mặc đây đúng không, dấu mã đang mặc đúng không, cho chị Tin mặc fan này. Mọi người mua hàng em yên tâm, mọi người bỏ tiền ra đán đồng tiền bát gạo chứ hàng em đi chọn nhá, em đi chọn rất là kỹ rồi đấy. Nhà em bán hàng quần áo đến bây giờ đã là được hơn chục năm rồi. Quần áo, riêng quần áo cho các chị giá hợp lý mà chất vải phải đẹp. Đấy, chất vải phải đẹp mà đường may phải nét thì em mới lấy chứ không ấy đâu, mọi người yên tâm. 1m65 50 cân thì chị mặc quần size L nhá. Chị mua quần áo ở đường may, đường kim của chị. Áo trắng này là 100k chị Thanh Hải ạ. Nó nhìn nó xấu. Áo này có trắng này, có vàng, có đen nữa, có ở đen nữa. Quần này thì vải này nó không giãn đâu các chị ạ. Vải này dáng baggy. Nó gọi là hơi hơi thôi. Bởi vì dáng baggy nó đứng quần, nhưng nếu mà giãn thì nó lại giãn thì chỉ có quần umi thì nó giãn. Đây, mã này có cả đen nữa này. Đen, trắng, đen, vàng nhá. Ai lấy đen thì comment cho em. Chị Phương Liên Liên ơi, em ơi quần em mặc XL chị sợ rộng không? Không rộng đâu, tại vì cái này form nó... Con mặc size gì? Con mặc XL. Thế? Thì... chị ơi, form nó bé hơn cái mã kia. Chị mặc XL đi, tại vì em bình thường mã kia em mặc L, nhưng mã này em mặc XL. Yên tâm, chọn chuẩn size cho chị. Chị yên tâm, em chọn chuẩn size. Đẹp lắm, quần này quá đẹp luôn. Chất nó chị không bao giờ phải nghĩ về có chất. Có trắng, có đen, với lại có vàng nhá. 100k một áo cho các chị tầm khoảng từ 43-44 cân trở lên đến khoảng 54-55-56 cân quay đầu. Đấy, chị nào lấy thì chốt màu kèm số điện thoại cho em. Có trắng, có đen và có vàng, 100k một áo thôi. Hàng Hermes rất là đẹp. Đấy, siêu đẹp luôn nhá. Để em qua mẫu, ai lấy thì comment cho em. Chắc đẹp lắm. Nét, đây cái đường may được viền của nó viền cầu kỳ như thế này. May nó viền thêm một cái lớp ấy. Bao chất bao giá là có chịu luôn. Giá rẻ nhất định bắc bộ có chị hàng đẹp chứ giá rẻ nhất. Rẻ được khoảng mấy chục nghìn một cái so với những bình thường họ bán. Còn nếu mà so với shop thì rẻ được bằng một nửa. Nếu mà cho chất lượng hàng thì mình. Chị đang là nhỏ thì mặc cái mã bô rông. Rồi chị Phương Liên Liên cả set áo trắng với quần đen nhá. Cho em xin lại số điện thoại đi. Phương Liên Liên thì mặc quần L. 50 cân 1m65. Mãi như con đang mặc đây. Thì không biết là còn quần L không ấy. Như L chốt cho ai vậy? Hết L đúng không? L chưa? Hết L. Mà L hoặc M thôi chị ta. L chốt rồi chứ. L còn cái gì nữa. Nên mông đủ to không ạ? Con mặc XL. Chị cao 1m65. Ừ?
Đây các chị này, có em có mã này là mã bô rông này. Mã này là mã bô rông nhá. Mã này xinh cực kỳ luôn. Mã này cũng là 100k này. Mã này cũng là 100k nhá. Ly có quần quần u mì. Quần u mì. U mì mùa này mặc nóng lắm chị. Ôm sát như là u mì chuyến sau nhá các chị nhá. U mì chuyến sau. Chuyến sau em lấy quần u mì mùa này. Mặc quần u mì nó ôm vào người ấy, nó nóng lắm. Đây nhá. Ai để áo này thì comment cho em. Áo này cũng chỉ là 100k một áo. Số điện thoại là 0976 này 985618. 0976 985 618 618. Đây ai lấy quần này áo này thì comment cho em nhá. Mới lâu. Mới lâu lắm nha. Mới hai ngàn cái đẹp nhỉ. Đủ tin mũi chỉ mét thế nhỉ. Ôi cái mã này đẹp lắm này không chị nào ấy. Cái tay cánh rơi này xinh lắm mà. Chị chốt cái mã này đẹp. Mà mặc lên gọn. Chị một quần mét 52, 52 cân. Mét 52, 52 cân chắc một quần XL. Ừ, mét 52. XL đi. Đấy giờ có đồng mặt này. Cái đấy là sai gì? Cái này này. Đây chị Thao ơi, chị Thảo ơi này. Áo này quá đẹp luôn rồi. Đấy không phải suy nghĩ. Làm được một đôi. Có cả trắng có cả đen. Đây mã này em còn trắng với đen này. Xanh trắng đen nhá. Nếu mà thích cổ nó kín hơn thì chị có thể bấm. Các chị thính áo đấy liệu hợp không hở đâu, các chị muốn cổ kín thì các chị bấm thêm một cái cúc bấm vào như này. Đấy, nếu các chị thích kín thì bấm cái cúc bấm đính vào đấy thì thoải mái kín đấy. Thích kín đến đâu thì kín. Thích kín đến đâu. Ra hàng này nó để thế thì mình áo mặc áo con mình mặc nâng ngực lên một tí nữa thì đẹp. Nhưng mà các chị nếu mà thích kín có thể đính cái cúc bấm vào đấy. Đính cúc bấm vào đây này các chị này. Thoải mái luôn đây. Thoải mái, không hở tí nào luôn. Có trắng, có đen, có xanh ạ. Thoải mái, rất là đẹp luôn này. Đấy, chị nào có bụng một tí nhá, dáng bếp lưng này nó che bụng. Rất là đẹp luôn, tôn dáng mà lại che bụng. Có trắng, có đen, có xanh. Lụa tơ tằm, chị ơi, lụa tơ tằm nhá. Chất rất là nhẹ đẹp. Lụa đẹp lắm. Đây, em còn 3 màu này. Nếu mà lấy thì comment cho em. Tôi màu xanh thì mặc lên nhìn tông da sáng ra cực kỳ luôn. À, chị Thuận bảo là chị Thuận lấy được váy sẽ é cho chị rồi đấy. Váy thì chị không, chị Vũ Dung Quân. À, chị Vũ Dung Quân. Áo vừa nãy em mặc có màu khác không? Áo vừa nãy em mặc có màu xanh này, màu vàng, màu đen. Đây, đấy, chị hỏi mã này. Có màu xanh, màu vàng, màu đen. Đây, mã này em có màu xanh này. Màu xanh rêu rất đẹp. Ok, lắm. Xanh đen cho chị Thảo này. Đẹp lắm ý, mặc nhẹ sướng lắm ý Thảo ạ. À. Mặc nốt cái màu trắng thôi, chị nào mũ nốt hết, chị cắt mẫu. Khách thì em toàn là một đôi thôi. Mà cái mẫu này em mặc với chân váy cũng mê ly luôn. Quần legging. Còn legging có, còn legging mà nhỉ. Legging em vẫn còn à. Đây này, hàng lụa Quảng Châu nhá.
chị mua hai cái nhưng em không bằng cái chị mua. Đây trắng này các chị này, trắng mặc lên rất là đẹp. Cái mã này các chị mặc đi làm đẹp lắm. Này dấu sáng, cái này mặc đi làm được mà, chất mát, chất lụa tơ tằm ạ. Em còn hai chiếc trắng này, có chị nào lấy nốt trắng không nào? Còn hai chiếc trắng nhá. Còn số điện thoại của chị rồi. Còn số không? Còn rồi. Rồi còn em còn số điện thoại với địa chỉ rồi, mai em ship hàng cho chị nhá. Mua Hải Giang á cứ phải 250-300 một cái này, một cái luôn. Chất lụa đẹp lắm. Còn hai chiếc trắng này em bán nốt này, có chị nào lấy không nào? 130k. 130k một chiếc nhá. Mã này là mã mở hàng, bán nói chung là bán không lãi đâu. Mã em bán mã mở hàng rồi. Nào, em còn hai chiếc trắng, chị nào lấy nốt thì comment cho em nhá, 130k nha. Rất là mát luôn. Từ 40 cân đến khoảng, đổi mình lấy cái trắng này nhé, rồi ok, đổi cho Phương Liên Liên cái trắng này. Trắng này đẹp mà. Còn một chiếc trắng nào ai lấy nốt không nào? 130 nhá mọi người nhá. 130. Áo đấy đẹp mà chị Phương Liên Liên lấy luôn hai chiếc thì. Quần em gửi mấy chị nhận được chưa? Đây những cái mã này mặc với quần suông đấy cũng đẹp này chị này. Quần suông mặc với quần suông ấy cũng đẹp. Hôm nào chị mua quần suông rồi mà. Đấy, chị nào lấy nốt cái trắng này đi này để em bán qua mẫu luôn. Để mẹ treo cái trắng này lên, chị nào lấy nốt. Màu vàng, màu đen nhỉ? Màu vàng, màu đen, màu xanh. Đây các chị vừa hỏi mẫu kia đây ạ. Có cả vàng đấy các chị ạ. Vàng, đen, xanh. Đây mặc quần bò đẹp này, bởi vì nó bo gấu. Mặc quần bò, quần baggy, chân váy đẹp lắm, dễ kết hợp. Chất vải. Quần bò, quần baggy, chân váy đều ok. Mềm đẹp lắm, chất cao sàn mềm đẹp. Cái áo này mặc mình chân dài này. Mẹ là chiếc chuột, mẹ là chân dài. Em pin rồi, mẹ đưa cho nó mặc đi sàn. Mang đi nào cho mẹ. Em phục ngủ chưa mẹ ơi? Quần này cái dáng bô rông này mọi người mặc thì chân dài lắm. Em có màu xanh này, màu xanh, màu đen, màu vàng. Màu xanh rêu rất là mát. Màu xanh, màu đen, màu vàng nhá chị nhá. Cũng 100k một chiếc. Nào có ai chốt mã này không nào? 100k chị Khánh Nguyệt ơi. 100k nhá, màu xanh, màu đen, màu vàng ạ. Nào ai chốt mã này thì comment cho em nào. Comment cho em nhá, mã này các chị 55 cân. 55 cân quay đầu vừa nhá mọi người nhá. Từ 40 đến 55 cân. Sao để đâu đi tìm sao đi mẹ anh. Ai chốt mẫu này thì comment nào. Đây bán thêm một mã lụa 3D. Mã lụa 3D bụng dây này. Hôm nay miễn ship à? Không ạ, hôm nay nhà em không miễn ship đâu. Tại vì ship nhà em đã hỗ trợ rồi. Ship nhà em đã hỗ trợ bán rẻ lắm rồi. Cái mã buộc ấy. Đấy không thì mã ném cho con này mã trắng đen này xem nào. Mã trắng đen này. Nắp vào. Lụa hàng Quảng Châu này, lụa 3D này các chị này. Ồ nhìn này nhẹ mặc nhưng không mặc cái xuống lắm ấy. Hàng cực hot này các chị này. Hàng cực hot nha.
Mã này là nghe phải bán 150 trở lên, tại vì shop toàn bán hơn 200 thôi. Ôi lụa 3D nhá, mặc như không mặc luôn. Nhẹ tênh luôn nhá. Đẹp không á chị? Mỏng nhẹ mà lại không kiểu là không phải cái von trong suốt, không lộ tí nào. Đẹp lắm. Đây. Đẹp lắm ý, thực sự ý. Em bán cho các chị chỉ 100k thôi, bán phá giá. Bán phá giá này chị nhá. Mã này hot nhất chưa? Mã này đang cực hot này. Đấy. Em thề chị em mặc cái mã này sướng dã man luôn ý. Nói chung là không biết nói như thế nào. Vải rất là mỏng, mềm mịn, nó là cái chất lụa mà sờ nó mềm á. Nói chung là sướng lắm, không thể tả được ấy. Đấy. Hàng này là hàng freestyle cho các chị tầm khoảng từ 40 cân đổ lên đến 55-56 cân. Không, mã này đến 52-53 cân thôi, còn có cái mã to 52-53 cân, 55 cân vẫn mặc được đấy mẹ ơi. Bé. Từ 40-50 cân 53 cân. Còn 40-52-53 cân đến 60 cân. Mã đến 60 cân em cũng có nhá. Mã to thì mã này em có cả mã to này. Ôi nhìn đẹp lắm các chị ạ. Đẹp, nói chung là mặc nó nhẹ sướng hết cả như nào. Cái này nhẹ lắm, siêu mỏng nhẹ luôn. Hàng lụa Quảng Châu này. Rồi chị thi ốc một áo em mặc. Hàng thời trang đẹp lắm. Màu em mặc à? Màu em mặc là màu nào nhá? Màu em mặc là màu này. Đây. Đây chốt được thi ốc này. Quần là 120 nhá. Em ơi mặc nhẹ sướng lắm, mẹ có thể tả được nó như thế nào ấy. Nói chung là cảm giác rất là phê. Siêu mỏng nhẹ. Hàng lụa đẹp lắm ấy. Hoa. Có cả màu xanh này, phải không? Phải mẫu này không? Hoa của nó nét đẹp. Đây cho chị Phương Liên Liên một cái hoa như em đang mặc nữa. Nhiều màu lắm. Nhiều màu lắm. Cho hoa như con đang mặc đây. Cho chị Phương Liên Liên một chiếc này. Đây. Cho chị chiếc bé chị Hoa Thi một chiếc này. Hoa Thi một chiếc. Rồi chuyển sang màu này nhá. Cho chị Hoa Thi một chiếc màu em mặc nhá. Eo ơi mặc sướng lắm, mọi người không mua tiếp nhé, hàng này hàng hot nhất luôn ý. Ở shop cứ bán 300 luôn. Hàng hot nhất luôn. Đây cái này mã rộng. Mã này cho các chị từ 60 cân đổ lại. Bán hết cái mã bé này đi mẹ ơi. Xong bán qua mã rộng sau. Mình một cái, chị Khánh Nguyệt bao nhiêu cân? Em có mã rộng với lại là mã bé, mã to và mã bé. Đây, à con biết rồi, mã bé là mát như này này. Chị Khánh Nguyệt bao nhiêu cân để em chọn mã cho? Tại vì là mã này nó có một size to, một size nhỏ. Trên 50 cân thì để chọn. Từ 50 cân đổ lại. 50-52 cân đổ lại. Rồi chị Khánh Nguyệt size bé thôi. Size bé thì mặc mã như em này nhá. Màu như em này nhá. Màu này được không chị ơi? Màu kia hết rồi. Đây mặc quần sóc, quần kia thì cũng hot luôn. Mã này mặc đi làm cũng được nhá. Mặc đi chơi cũng hot nhá. Mỏng. Eo ơi, sướng lắm, sướng lắm ấy. Nói chung là không thể có một cái từ nào để diễn tả review của cái mã áo này. Đây nha, màu như em đang mặc nhá. Chị Khánh Nguyệt nhá. Cái lúc đầu em mặc hết rồi. Đây chuyển qua màu này giúp em này. Vợ Trường ơi, chuyển qua màu này giúp em nhá. Mẹ ơi, cái bé là mắc màu đỏ. Chân váy phe có rồi ạ. Cho mình một quần 1m63 nặng 50 cân. Chị Hạnh Nguyễn cho em số điện thoại ạ. Rồi chị Thi Ốc một chiếc em vừa mặc rồi. Màu trước em hết rồi. Mọi người chuyển qua màu này cho em. Chuyển qua màu này cho em này, màu trước hết rồi. Màu này cũng đẹp mà. Hay là màu này này. À màu này sai rồi. Đây có cả màu tím này. Hoa này đẹp mà các chị. Một mét sáu ba 50 cân mặc XL. Đây có hoa màu tím này, hoa trước em hết rồi. Có hoa như em đang mặc thôi. Chị các chị chốt lại nhá. Chị Khánh Nguyệt nếu mà lấy hoa như em đang mặc thì ok nhá. Chị một cái đầu tiên rồi. 1m63 50 cân. Chị Hạnh Nguyễn ơi đây nhá, 1m63 50 cân mặc quần Gucci này có được không? Được.
quá đẹp luôn. Chị Hạnh Nguyễn ơi, quần Gucci có được không? Quần Gucci quá đẹp này. Nãy như em đang mặc hết size rồi. Quần Gucci được thì ok cho em nhé chị Hạnh Nguyễn nhé. Gucci là hot nhất. Chất quần thì các chị yên tâm luôn, mềm đây nha mọi người nha, áo quá đẹp luôn rồi, mọi người không phải bàn về chất rồi. Chất rất là mỏng, nhẹ, mềm, nói chung là mọi người nhận được hàng thì mọi người sẽ cảm nhận được cái hàng này. Đây, hàng lụa Quảng Châu cao cấp. Các chị mua thực sự tầm khoảng 200k một chiếc, 200-300k, hàng này là hàng mới hot nhất luôn đấy ạ. Đấy, em bán cho mọi người, bán phá giá cho các chị là 100k thôi. Bán 100k thôi. Sẻ nhất là các chị. Má tắt đấy. Mặc đi làm đi chơi cũng được. Đấy. Gucci cũng là 120 chị Hạnh ạ. Chị Hạnh lấy Gucci nhá. Đẹp lắm. Quần thì không giãn đâu chị Bong Bong ạ. Nói chung là hơi thôi. Nhẹ. Giãn nhẹ. Nhưng mà dáng đẹp. Các chị đi làm quá ok. Các chị đi làm quá ok luôn. Đây có chị nào chốt mặc áo này cho em được không này. Màu nào mặc lên đẹp đây này. Cái màu này này. Nét này. Màu này mặc lên nét tưng luôn. Để em thử màu tím. Hoa ly mặc. Mặc quần size 29 thì chốt quần size L là vừa chị ơi. Chị nào chốt hoa như em đang mặc thì chốt là hoa mặt trời. Hoa màu hồng hoặc có comment màu hoa hồng. Đẹp lắm cái hoa như mặc nét. Xuống. Nhẹ. Nhẹ veo. Cái này siêu mỏng siêu nhẹ nhá. Nhưng mà lại không hở một tí nào. Siêu mỏng siêu nhẹ. Chắc không hở không nhăn. Không hở không nhăn. Đó là lụa 3D. Mã vải mới. Mã này chắc chắn là mọi người không sợ bị đụng hàng đâu. Mã này mọi người mà không sợ bị đụng hàng đâu. Tại vì là mới nha em, mới có thôi. Đặt xuống thiết kế đấy ạ. Màu tím lên rất là đẹp. Nào chị nào lấy màu tím thì comment này. Em còn màu tím với màu hồng nhá. Quần em mặc hết size 29 rồi à. Vâng, quần này nó hết size rồi chị ạ. Quần là 120, áo là 100k. Có size cho các chị 60 cân luôn. Dạ. Thế gì mẹ? Quần đấy mai bảo. Nào ai lấy áo không nào? Đây. Có cái mã này là 140 này. 140. Dáng này à, quần này đắt hơn một chút. Hàng này hàng thiết kế chuẩn tem mác luôn. Đây hàng thiết kế chuẩn tem mác này. Áo là 100 nhá mọi người nhá. Có size cho các chị từ khoảng từ 40 cân đến khoảng 60 cân. Có size cho các chị từ 40 cân đến 60 cân này. Em còn màu tím với màu hồng nhá. Áo là 100k là bán phá giá cho các chị rồi, lụa 3D. Đấy, áo lụa 3D cao cấp. Đấy, nếu mà chị không thích cặp Gucci thì chị mặc qua cái mã cặp trơn này, hàng 140 này. Thiết kế các chị mua ngoài thị trường khoảng 300 một cái quần như này. Đảm bảo luôn. Hàng này 300 thật sự luôn này. 300 thật sự luôn hàng shop. Đây là em đấy. Ôm lô nhiều. Nên đấy, cho các chị xem cặp phát luôn, nâng cặp cao nâng mông. Đấy. Cặp cao nâng mông này. Chuẩn tem mác luôn. Hàng thiết kế chuẩn tem mác luôn. Đấy. Đủ size S, M, L, XL. Các chị mua số 300 đấy, thực sự 300 luôn. Đẹp không? Đẹp cho các chị trả lại. Form đẹp lắm. Form phải nói là quá đẹp, quá chuẩn luôn. Form này mai em sẽ bán cho mọi người. Có nhiều màu lắm. Ui, cái quần xanh nếu mà mặc về con nào trắng này thì thôi nhất ngây luôn. Cho chị áo size M màu tím. Rồi ok, Nguyễn Bích Lộc cho em xin số điện thoại. Giơ cái Gucci chị xem.
Chị Nguyễn Bích Lộc cho em xin số điện thoại cho chị quần này size bé nhé. Chị Hoa Thuy cho chị quần này size bé. Hoa Thuy cho có size S không nhỉ? Không có S. Chị Hoa Thuy bao nhiêu cân nhỉ? Hoa Thuy cho chị nhỏ, mã này không có S. Chị Hoa Thuy bao nhiêu cân? Mã này chỉ có xanh là có S. Xanh. Đây, quần Gucci nhá. Áo này em còn màu hồng với lại là màu tím. Mã này không có S đâu chị Hoa Thuy ạ. Mã này có từ chị M. Bao nhiêu cân đấy nhở? Mã này có từ M thôi. M. Mã này đẹp lắm. Mã này hàng 300 đấy. Quá đẹp. Quần này rằng ô, quần này có màu nào vậy? Quần này em có cả màu hồng đỗ, màu hồng đỗ có S. Mặc thử cái quần này cho các chị xem này, đẹp lắm. Mẹ ném cho con L. Có xanh mà có S. Đây có màu xanh S. Không, con chưa bao giờ mặc mờ luôn. Xanh S bé không? Con mờ bé này. Ừ, thế con mặc L đi. Đây nhá các bạn nhá. Hàng này các bạn không đáng 300.000 các bạn trả lại tiền cho mình luôn. Hàng này nó là hàng hôm nay mình ôm lô được cái lô này. Hàng nó chuẩn size đúng theo tem mác, chuẩn size tem mác nhá. Mạng chắn quá, Thảo Phạm ở mạng chắn quá. Chị Bùi thì dành cho chị áo 3D em nhé. Chị Bùi thì dành cho chị một áo 3D. Màu gì? Có màu tím, màu hồng. Có màu tím với màu hồng. Bùi thì dành em lấy màu nào đấy? Em lấy màu nào, màu hồng hay màu tím? Ôi, chị bận không xem được, tiếc quá Thảo Phạm. Thảo Phạm xem lại nhá. Ok. Lấy size 29 nhé chị Hạnh Nguyễn. Trưa nay em đăng bài ý. À, chị Ngọc Lan Hương đợi một lát nữa, cái mã đấy chưa like đến. Đây này các bạn ạ. Ui, quần của form nó đẹp. Là mỹ mãn luôn, nó có 3 màu nhá. Mã này có 3 màu. 140.000 thôi. Cái này các bạn này, đây này. Ở bên trong nó viền cạp như thế này. Đây. Cạp nó viền như thế này. Các bạn không đâu mua được cái giá cái quần này, mình đảm bảo từ 250 đến 300. Thì là trả lại quần cho mình, trả lại tiền gấp đôi luôn này. Đấy, hàng của nó. Mã này form cho các chị xem. Không phải chê vào đâu. Đây cà của nó như thế này cơ mà. Xịn này. Cho chị một size S màu đen. Hoa Thuy ơi, màu đen mã này không có size S nhá. Chị Hoa Thuy bao nhiêu cân? Hoa Thuy bao nhiêu cân nhỉ? Đây, chuẩn form lắm ấy. Em đứng lên ghế cho mọi người xem form quần này. Nét căng luôn đúng không? Đấy. Quần này thì hàng hiệu rồi, nó đúng chuẩn tem mác của nó mà. Hàng nét đẹp. Căng luôn. Đây, form nét em chuẩn tem mác lắm ấy. Cái này mà các chị sơ vin áo công sở đi làm này, cái cạp này. Đẹp lắm, ôm bụng. Các chị mua 10 cái về để cho bạn bè cùng mặc. Ui sướng lắm luôn thật. Chất mê ly luôn. Rồi ok, chị rảnh áo màu tím. Đâu chị rảnh cái màu tím, rảnh có đơn này. 40 cân. Bùi chị dành có đơn nào? 40 cân thì không dùng được. À, chị Bùi dành nọ, chị bảo chị lấy mấy cái ấy. 40 cân thì chị phải mặc S của cái hàng đơn giản này, hàng 120. Thì đấy chị 40 cân rồi. thì chị chỉ mặc cái hàng đơn giản này thôi. Chị lấy một S đen đấy rồi mà. Lấy chưa? Rồi. Thế thì không vừa. Thế thì quần này không vừa đâu chị ơi, còn màu xanh thì may chăng vừa. Xanh cũng chưa chắc 40 cân. Không phải tầm 42 đến 43. Form đẹp lắm ấy. Hàng này thì size này thì màu đen thì có size M, L, XL. Có màu xanh này này các chị này. Màu xanh này, màu mới này. Mặc với áo trắng. Có màu hồng đỗ nữa. Màu hồng đỗ, màu xanh và màu đen. Màu xanh của nó xanh đẹp lắm. Đây các chị nhá, hàng này là hàng thiết kế. Hôm nay là xưởng Vui Tính nên là mới xả cho cái giá rất là rẻ như thế này. Có cái chị này, chị bán hàng lâu năm quá, hôm nay chị em gặp nhau. Nguyễn Bích Lộc này. Nói chung là ngày xưa mẹ em toàn bán xốp cho cái nhà này ấy. Nhưng mà đây, Nguyễn Bích Lộc đâu ấy này. Nguyễn Bích Lộc lấy áo màu gì đây? Màu đây, tím. Chị Hoa Thuy đây, có màu hồng với màu xanh nha. Chị Nguyễn Bích Lộc này. Đưa cho con. Có màu hồng, màu xanh, màu xanh đẹp lắm em. Các chị lấy màu xanh đi. Kiểu ngày trước là mình toàn bán đồ xốp ấy. Nên là hôm nay lâu lắm nay gặp cái chị đây. Thế chị bảo nó quý phải lắm, để cho cái lô này bán là mỹ mãn luôn.
0981 này. Đây, có màu hồng này nhá. À, cái gì nhỉ? Ấy lấy thì có màu hồng với màu xanh là có size S. 0981 957628. Vui Hoàn quần chị 49 cân vừa không? 49 cân chị mặc mờ. Quá vừa luôn Hòa Vui ơi. Em 49 cân em mặc mờ. Đây các bạn nhìn nhá, nhìn cái quần của nó này sướng không? Nét như thế này các bạn. Đây. Nó quá nét luôn. Mà chất vải thì không phải chê vào đâu, ở đây phần cạp sau của nó đây nhá, nó nâng màu cạp cao như thế này cơ. Các bạn mặc sơ vin thì đẹp mỹ mãn luôn. Đây cái quần của nó nét như thế này. Các bạn mua chắc chắn là khoảng 300 nghìn một cái quần như thế này, mà mình bán cho các bạn là 140 nghìn thôi. Rẻ nhá. Cho chị màu xanh size XL. Chị nào? Tina Fan. Chị Tina Fan thì chỉ mặc đến size L thôi. Chị có 50 cân chỉ mặc đến L thôi nhá. Như em là mặc bởi L. Bởi vì cái mã này hàng thiết kế nó chuẩn size, rất là chuẩn size luôn. Em mặc L. 46kg mặc size gì? 46 cân thì mặc M nhá, Hồ Thị Rảnh ơi. À, có màu đen, có màu đen nhá Dũng. Đặng Hùng ơi, Đặng Hùng lâu lắm nay gặp chị Đặng Hùng sao nhỉ? Đặng Hùng người khách chuyên mua đồ của nhà mình đây. Đặng Hùng ơi, em chốt những cái mã hàng này. Quá xịn luôn. Có màu đen, màu hồng và màu xanh. Đây. Con đẹp lắm chị ạ. Mà chị Tina Fan mặc màu đen hay màu xanh? Tina Fan xanh. Chị ở xanh XL. Chắc mặc xanh L thôi. Xanh chắc chỉ mặc L thôi. Bởi vì chị Tina Fan thì chỉ có bằng cân của ly thôi. Đây. Form quần chuẩn đẹp như thế này hả các chị này? Đẹp lắm luôn cái quần này. Không, cái hàng kia nó đã đẹp rồi, nhưng mà nếu mà so với cái hàng này thì không thể sánh được luôn. Vực mình có đi ra xem được nhá. Rồi ok, chốt cho chị Tina Fan một cái xanh. Chị Phạm có gì xem lại nhá. Không, ở trước chị gầy thôi, ở trước chị có 47 cân hay sao ấy. Không, chợ này đi lên cân. Thế chị bảo vậy này. Áo này có màu nào em? Áo game đang mặc nhiều màu lắm. Áo này chị Hoa Thuy mặc được này. Linh Mạnh Hoàn quần ly mặc chị vừa không? Vừa chứ chị vừa. Ơi vừa chị Đặng Hùng ơi, quần đen này không có S. Quần đen thì Đặng Hùng chỉ mặc S xanh. Thì chỉ có xanh thôi. Có xanh với mấy hồng đỗ. Xanh với hồng đỗ có S. Chị Đặng Hùng bao nhiêu cân này chị? À chị Đặng Hùng 46-47 cân mà 46 mà cân phải mặc M. Chị Đặng Hùng hình như là 46-47 cân mà. Áo em mặc cho chị nha, rồi ok cho chị Tinh Phan một áo em đang mặc. Áo như em đang mặc các chị 52-53 cân, quay đầu mặc vừa lụa đẹp lắm. Thằng này hàng bao nhiêu cho mình nhỉ? Bán cho chị 100 sale. Rồi thế cho chị Đặng Hùng M đi. Cho em đổi quần màu đen nhé, lấy quần Gucci size 29. Rồi ok chạy Nguyễn, cho em đổi quần màu đen nhé, không lấy quần Gucci nữa. Chị Hạnh Nguyễn. Không có size 29 đâu chị ơi, nghĩa là S, M, L, XL ấy. Chị bao nhiêu cân? S, M, L, XL. Hôm nay chị 50 cân rồi. Chị Na Tiên L xanh này. Cho chị Na Tiên size L màu xanh. Đẹp lắm, đẹp thực sự luôn. Em ơi, nó may nét như này mà các chị. Đây các chị này, nhìn bên trong này này. Đấy. Ơ, hôm nay không có nhiều lờ à? Chị Na Tiên ơi, còn mờ xanh thôi. Cho chị áo em mặc rồi ok. Cho chị Thảo Phạm một áo em mặc không mặc. Cho chị Đặng Hùng một con mờ đen. Chị nào em chưa giả đủ size thì chuyến sau em giả đủ size nhá. Quần đen có size chị 42 cân không? 42 cân 1m54. Quần này bó sát này. Chị Đặng Hùng. Quần này bó sát mà. 42 cân 1m54 mét vuông nha chị Đinh Mạnh Hoàng. Ừ, cho chị Thảo Phạm một áo này. Bút đâu rồi nhỉ? Đây. Bút đâu rồi? Đây chị Đặng Hùng. Chị Đặng Hùng mua bao nhiêu đồ này? Thảo Phạm này. Có đơn rồi này. Chị Na Tiên ơi, hôm nay hết L xanh rồi, chuyến sau em giả nhá. Chuyến sau nhá. Hôm nay quần Becky, chị Kim Ngân Nguyễn đây. Chị Kim Ngân Nguyễn thích quần màu, em về quần màu rồi đây này. Chị Đinh Mạnh Hoàn 42 cân 1m54. 42 cân 1m54.
mặc mờ được ấy, mặc mờ được ấy, tại vì em mặc mờ chật, không thể được. Áo này là 100k, quần là 140 nhá. Quần như em đang mặc là 140 này. Form thì chuẩn đẹp rồi. Nâng mông nhá. Quá nét luôn hàng này, quá nét luôn nhá mọi người. Mẹ ơi, xanh S. Có xanh S này. Các chị nào dưới áo là 100, quần là 140. Đây chị nào nhỏ thì có thể mặc xanh với hồng và có S này. SL. Hồng đi, để em mặc hồng nữa chị xem. Đen này cho chị tặng hồng này. Áo là 100 các chị ạ. Áo 100 dành cho các chị 53, 54 cân quay đầu. Áo 100 nhá mọi người nhá, áo von lụa. Quần em có màu hồng, màu xanh với màu đen. Có quần em mặc thì chốt, chốt S cho chị nhé, M chị không vừa đâu. Thế thì cái này không S thì chỉ có xanh thôi chị ạ. S có xanh, có hồng luôn. Còn cái mã 120 có còn. Tạp đơn giản. Đấy rồi. Ơ, hôm nay đen này không có S à? Thế là không lấy. Không có S. Không có S à? Ờ, đen bác bảo là không làm S. Chỉ có mã màu thì làm S, mà đen bác lại bảo không làm S. Xanh thì ít quá. Xanh thì ít quá. Xanh mặc áo trắng. Chị tìm Nguyễn là cái gì? Đổi áo trắng sang áo này chị nhé. Mẹ ơi, chị Nguyễn thích áo trắng đấy, có chị nào cũng thích áo trắng. Mẹ hả? Cái xanh L, cái hồng L này sao mà bé tíu này. Hồng L, hồng L đen L con mà chẳng lắm. Đen thì phải S thì bé. À đen, đen con mờ này bé. Như S luôn. Đây. Con này. Con này con mờ. Hồng như này các chị này. Chị size S màu nào chị ơi? Chị Thảo Phạm size S, chị Thảo Phạm size S màu gì ạ? Phải mặc mờ chứ chị Thảo Phạm lấy size S màu gì? 50 cân mặc được chị Hạnh ơi. 50 cân thì chị mặc size L. Chị Hạnh cho em xin lại số điện thoại đi. Chị Hạnh 50 cân thì mặc size L nhá. 50 cân 1m6 mấy mặc size L. Chị Thảo Phạm lấy size S màu gì ạ? Size S em chỉ còn màu xanh với lại là màu hồng thôi. Màu đen thì cho xanh mờ đi, đen xanh mờ nhỏ. Mẹ viết hẳn vào túi đi, không lúc để như màu này không. Lại Nguyễn này. Đưa con đi tìm. Các chị mua được, một sao chị mua được hàng mà sao mà chị ơi sai màu đen không, cái màu đen của cái mã này nó không ra S đâu. Cái con mặt đổi tình nữa là hết. 0166 này. Chị Nguyễn đổi
đi ngủ đi, thoát thì ta đi ngủ theo không nhỉ? Áo đấy em có các màu hoa luôn đấy. Đây nha các chị nha, áo này, áo 100k này. Đây, những cái mã quần này các chị sơ vin với áo mặc đi làm này quá ok luôn. Đến cái lớp lót túi của nó cũng là cái lớp lót lụa đẹp. Hàng máy thì các chị không bao giờ phải nghĩ về chất lượng. Áo thì có màu vàng, màu hồng đỗ và màu trắng. À, quá xịn luôn. Màu vàng, màu hồng đỗ với lại màu trắng này. Đấy, áo là 100k nhá, có chị nào lấy áo thì comment. Comment cho em. Chị Thảo đang ở mạng ơi là mạng. Thoát ra vào trang cá nhân của em đi chị. Chị thoát ra vào trang cá nhân của em đi. Màu hồng này không, chị nào lấy size S hay size M à? Hồng đẹp lắm này này. Đây, chị nào chốt thì chốt cho em nhá. Siêu đẹp luôn. Áo là 100k một áo thôi các chị nhá. 100k nhá các chị nhá. Từ 55 56 cân quay đầu mặc vừa, từ 43 44 cân đến 55 56 cân quay đầu mặc vừa. Đây là mặc áo trắng này, mặc với quần xanh này thôi. Đây. Con xanh này thì mặc với quả áo trắng này thì này. Áo chị vừa mặc lúc nãy có màu nào nữa không? Có nhiều màu lắm ấy. Đây, chị nào làm luôn set áo trắng quần xanh này đi. Đẹp, không đẹp không lấy tiền của các chị. Các chị mua nhá, cả set này không bằng các chị mua ngoài thị trường một cái quần đâu. Đảm bảo về chất như thế luôn. Riêng cái quần của mấy hàng thiết kế chị. Nói cái áo trắng đen này còn các họ hoa rồi. Hết rồi. Đấy là con quá đằng sau đó. Đây. Bán nốt mã này nhỉ. Đây cái áo trắng như em vừa mặc có cả màu vàng này. Áo trắng như em vừa mặc nhá, có cả màu vàng này các chị này. Màu vàng này. Màu xanh rêu này. Màu cam này. Đây. Màu vàng, màu xanh rêu, màu cam mã như em vừa mặc. Màu vàng đấy nha mọi người nha. Từ 40 cân đến khoảng 53, 54, 54 cân quay đầu mặc thử. Màu vàng này. Màu cam này. Xanh rêu. Màu xanh rêu nhá. Màu vàng chấm này. Màu cam này. Đấy. Ai lấy màu nào thì comment cho em nhá. Áo hàng thiết kế rồi mọi người yên tâm, áo rất là đẹp luôn. Rồi cho chị Hoa Thuy màu vàng. Màu vàng em cầm nhé chị Hoa Thuy nhá. Mã này chị Hoa Thuy mặc được. Đây đi con xem size. Đây, chị Hoa Thuy xem mờ. Rồi ok, màu em cầm. Nào có ai lấy vàng này nữa không nào? Đẹp cực kỳ, 100k thôi. 100k nhá các chị nhá. Xem can. Vợ thường mặc được cái size cam này, cam này size nhỏ. Sao nhìn cái ốp của mẹ đẹp quá. Mẹ nhìn cái ốp của mẹ lại bị trượt. Cam này đẹp lắm mẹ này. Ốp của mẹ đẹp quá. Kệ kệ. Đằng sau có khóa như này nhá. Cam này. 100k một áo von lụa. Chất mềm đẹp lắm nhỉ. Chất có size S thì chị S, còn không. Rồi, S thì là màu cam ạ. S thì là màu cam chị ơi.
Bộ đùi mát và trẻ đây. Đùi mát và trẻ thì có màu trắng đây này. Đây. S thì là cam. Vàng thì là ML. Đây, có bộ đùi mát và trẻ đây. 70k một bộ. Rất là đẹp luôn. Ho thì vậy cho chị. Màu cam rồi cho chị ho thì màu cam đi, cái màu cam này bé này. 40 cân. Đây bộ đùi đây này chị nào mát vừa rẻ này 70k này. 70k bộ này nhá các bạn nhá. Mát là rẻ. Là màu áo trắng lúc nãy. Rồi, đúng rồi đấy chị Thảo ạ. Đúng là màu áo trắng lúc nãy chị lấy đấy. Có cả vàng nữa. Có cả vàng xanh rêu. Mặc lên thì các chị biết đấy, mặc lên quá đẹp rồi. Có cả vàng xanh rêu. Xanh rêu nữa. Mai lại tiếp. Cho xem hoa nhỏ chị vừa cầm ý. Hoa nhỏ. Hoa nhỏ đây đây, em vừa dơ hoa nhỏ đây chị. Ba lỗ. Tuổi tin mẹ ơi. Thích ba lỗ tuổi tin. À có xét. Ý có xét kia đẹp lắm. Thế nào? Có xét kìa. Xét kẻ kìa. Cho xem hoa nhỏ đây. Chị vừa cầm ý. Đây hoa nhỏ này, sao nhỏ đây, cầm này mẹ cầm đi, con xem xanh rêu. Đây vợ Trường ơi, có cái này xanh rêu có S chị Hoa Thuy ơi, làm luôn nhá. Thêm một con xanh rêu đi. Đây là size S này, ôi chất thích lắm, siêu mềm đẹp luôn này các bạn. Xanh rêu cũng có S nha, đẹp. Xanh rêu cũng có S. Đây vợ Trường có lấy cái này không? Cái này đẹp này, cái này nhìn trẻ lắm. Đẹp mà, em toàn màu đẹp đi, đẹp lắm. Toàn màu đẹp mê ly luôn, xanh rêu có S này. Làm luôn một đôi rồi. Rẻ không bằng tiền công, các chị đi may mà hàng nó may nét lắm ấy. Mẹ ơi nhìn này. Xanh rêu có S nhá, bi có S nhá. Rồi. Thêm một xanh S, à xem thêm một xanh rêu S nha chị nhá. Một vàng một xanh rêu nhá. À một cam một xanh rêu. Rồi chị vợ Trường hoa nhỏ, size nhỏ. Đây cái hoa nhỏ này cho chị vợ Trường này. Quá đẹp luôn. Hôm nay em like đến đây nha mọi người nha. Ngày mai tiếp tục nha mọi người nhá. Xin chào. Xin chào, hẹn gặp lại. Cái file Excel này con bạn để cho ai? Chứ giờ chả để cho ai cả. À. Chúc các chị ngủ ngon nha.